Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 124. Khi hay tin phong ấn của nhà tù số 7 sụp đổ, Côn Ngô Mật Phi lập tức rời khỏi Thần Viện, đi thẳng tới đây. Trên đường đi, nữ hầu mặc áo tím tình thân như tỉ muội với Côn Ngô Mật Phi nói, tiểu thư, nhà tù số 7 suốt những năm qua đều do người canh chừng. Nếu thực sự xảy ra vấn đề, Thần Viện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đâu. Côn Ngô Mật Phi vẻ mặt thờ ơ, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao đâu. Tiểu thư à, cô gái áo tím sốt ruột dậm chân, người không cần phải làm như vậy, đến lúc đó người cứ nói là người đã để em ở lại canh giữ thay cho người. Là do em ham chơi nên tự mình chạy ra ngoài. Nếu như vậy, hình phạt từ Thần Viện chắc chắn sẽ rơi lên người em. Quan hệ của hai người từ nhỏ đã cực tốt, Côn Ngô Mật Phi có tài nguyên đều sẽ chia sẻ cho cô ta một phần. Vì thế, nếu Thần Viện trách phạt, cô ta sẵn sàng gánh tội thay cho Côn Ngô Mật Phi. Côn Ngô Mật Phi cau mày, cô nhóc này quá ngây thơ, các quản lý cấp cao của Thần Viện cũng không phải lũ ngốc, cô sao có thể an toàn thoát thân khỏi vụ này đây? Tử Y à? Côn Ngô Mật Phi vừa định trả lời. Đột nhiên, đôi mắt cô tối lại, chỉ thấy một bóng người đang gấp rút rời đi. Khoảnh khắc chạm phải bóng lưng ấy, con người cô co rụt lại, không lẽ là anh ta thoát khỏi nhà tù số 7? Tiểu thư, người sao thế? Viên Tử Y vẫy vẫy tay trước mặt Côn Ngô Mật Phi. Côn Ngô Mật Phi thu hồi lại ánh mắt, chỉ về hướng bóng người đang lao đi như tên bắn kia, Tử Y, người này giống như... một người bạn cũ của ta. Bây giờ em đuổi theo nhìn thử xem, đừng kinh động tới anh ta, nếu có chuyện gì xảy ra. Thì phải trở về thông báo cho ta biết ngay lập tức. Viên Tử Y đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Côn Ngô Mật Phi, nghiêm túc gật đầu, vâng, tiểu thư. Chuyện vừa rồi cứ thế nha, người cứ nói là kêu em canh gác nhà tù số 7, kết quả em lười biếng chạy đi. Dứt lời liền thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Một lát sau, Diệp Bắc Minh đã cách cửa vào của nhà tù số 7 hàng ngàn dặm. Đế thủ dừng lại, nói, được rồi, tạm thời an toàn rồi. Bọn họ đều đã đuổi tới nhà tù số 7 để điều tra tình hình rồi, chỉ có một tên bám đuôi thôi. Chỉ cần giải quyết xong cô ta, chúng ta có thể kê cao gối ngủ. Viên Tử Y đang trốn cách đó 100 mét nghe thấy lời này thì thầm kêu không tốt, bị phát hiện rồi. Cô ta nhanh chóng lùi lại hòng rời đi. Diệp Bắc Minh cau mày, nhưng không có ý định truy đuổi. Đế thủ nhắc nhở, nhóc con, người còn không chặn cô ta lại à? Đợi cô ta quay về bẩm báo, tung tích của chúng ta sẽ hoàn toàn bị bại lộ mất. Diệp Bắc Minh nói lạnh băng, tại sao ngươi không ra tay? Nếu ta ra tay, hơi thở nhất định sẽ bị phát hiện. Trừ phi rơi vào đường cùng, bổn đế nhất định phải che giấu kỹ càng hơi thở của mình. Nhóc con, ngươi xác định không muốn ra tay sao? Bây giờ tạm thời không kẻ nào biết là ai đã đưa ta thoát khỏi nhà tù số 7. Nhưng cô ta đã nhìn thấy ngươi, nếu cô ta chạy rồi, ngươi sẽ rất bị động. Cuối cùng, đế thủ lại bổ sung một câu, ngươi cũng không muốn gương mặt này của mình bị toàn bộ nguyên thủy chân giới săn lùng chứ. Diệp Bắc Minh thầm chửi rủa một câu. Anh một bước tiến lên, sử dụng ảnh thuấn. Trong nháy mắt đã ngăn trước mặt Viên Tử Y. Cô gái, cô đi đâu thế? Viên Tử Y kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới tốc độ của Diệp Bắc Minh lại nhanh như vậy. Chiếc nhẫn ngọc màu lam trên ngón tay như búp măng lóe lên, một thanh trường kiếm lạnh băng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta, tránh ra, đừng chắn đường của tôi. Một đạo tôn như anh hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi đâu. Tránh ra, tránh việc mất mạng. Nói đoạn trường kiếm trong tay liền chém mạnh về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Kiếm khí cực kỳ sắc bén, hư không cũng vì một chiêu này mà bị xé toạc ra một lỗ hổng. Diệp Bắc Minh đứng nguyên tại chỗ, không chút động lòng, giống như không hề có ý định né tránh vậy. Này, anh có phải đồ ngốc không thế? Viên Tử Y sẵn giọng quát một tiếng, mau tránh ra. Diệp Bắc Minh vẫn làm thinh. Anh! Viên Tử Y bất lực, lo lắng Diệp Bắc Minh không né thoát nổi. Trường kiếm trong tay nghiêng xéo ra một bên, chém về phía vai anh. Thậm chí, cô ta còn lo lắng Diệp Bắc Minh không tiếp nổi một kiếm này, mà lật ngửa kiếm, dùng sống kiếm đập xuống bả vai anh. Cùng lúc đó, Viên Tử Y còn rút đi phần lớn uy lực của chiêu này, sức tấn công chỉ bằng 1/10 so với lúc đầu. Nếu như kiếm này đâm trúng, nhiều nhất cũng chỉ đánh bay anh ra ngoài, thậm chí còn không hề bị thương. Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu, tiểu tháp à,
cô nhóc này cũng quá nhân từ rồi chăng? Anh vốn nghĩ sẽ trực tiếp xốc toàn lực, giết chết cô gái áo tím này trong giây lát. Tuy nhiên cô gái này lại nương tay, không hề có ý định giết chết anh. Điều này khiến Diệp Bắc Minh ngược lại có chút không đành lòng. Anh nghiêng mình, nhẹ nhàng tránh khỏi một chiêu này. Khóe miệng anh giật giật, cô gái, đây là cách cô đối xử với kẻ thù của mình à? Viên Tử Y hết sức kinh ngạc, tiểu tặc, anh lừa tôi, lại tiếp lấy một chiêu của tôi xem. Kiếm khí dâng trào, hướng thẳng tới vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, cô ta lại cảm thấy không thích đáng nên sức lực trên tay lại yếu đi vài phần, chuyển hướng đâm vào bụng anh. Hừ, một chiêu này nhất định sẽ mổ bụng anh, sau đó bắt anh phải quỳ lại xin tha. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rút. Anh nhấc tay, kiếm càn khôn chấn ngục liền xuất hiện rồi chém về phía thanh kiếm của Viên Tử Y. Keng, một tiếng, thanh kiếm trong tay Viên Tử Y đã gãy thành hai mảnh. Hả? Viên Tử Y ngây ngô há hốc miệng, trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Diệp Bắc Minh nhân cơ hội áp tới, bắn ra mấy cây châm bạc. Phịch, phịch, phịch. Châm bạc thoát cái đã tiến vào trong cơ thể Viên Tử Y, phong tỏa kinh mạch của cô ta, khiến cô ta mất đi khả năng chiến đấu. Đế thủ bay tới, nhóc con, sao lại không giết cô ta? Diệp Bắc Minh có chút không nói nên lời, ta trái lại muốn giết cô ta, nhưng người ta lại thương xót ta, không cho ta cơ hội. Anh thừa nhận bản thân không phải người tốt lành gì. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội. Huống chi, cô gái này vừa rồi còn mềm lòng với anh tận hai lần, hẳn là không có ý nghĩ gì xấu xa. Này, anh làm gì tôi thế? Sao tôi lại không cử động được thế này? Tôi cảnh cáo anh, tôi nhận lệnh của tiểu thư nhà mình tới thăm dò tin tức của anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Tử Y đanh lại, tốt nhất bây giờ anh hãy thả tôi ra, nếu không tiểu thư nhà tôi thân là đệ tử của thần viện Thái Thương, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Diệp Bắc Minh nhíu mày, cô là người của thần viện Thái Thương. Viên Tử Y ngẩn người, ngốc nghếch hỏi ngược lại, sao anh biết tôi là người của thần viện Thái Thương? Diệp Bắc Minh, đế thủ, với chỉ số thông minh này của cô ta, ta giết hay không giết cô ta có gì khác biệt đâu. Hình như đúng thế thật. Viên Tử Y giãy giụa, hét lớn, nếu đã biết tôi là đệ tử của thần viện Thái Thương, còn không mau thả tôi ra. Hai, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh không để ý đến Viên Tử Y nữa mà nhìn hướng đế thủ, nói. Chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi đi, ta cần phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể kéo mọi người ra ngoài trong trường hợp nhà tù số 7 sụp đổ. Đế thủ trầm ngâm vài giây, ít nhất cũng phải là cảnh giới tế đạo. Tế đạo? Diệp Bắc Minh cau mày. Đây lại là cảnh giới gì? Đúng vậy, người tu võ khi đột phá tới thiên tôn liền có thể xếp vào hàng đại năng thượng cổ. Sau cảnh giới đại năng chính là đại đạo. Đột phá đại đạo chính là đại đạo chi thượng. Cảnh giới tiếp theo chính là tế đạo rồi. Diệp Bắc Minh hiện tại đang là đạo tôn. Tiếp đó là thiên tôn, đại năng thượng cổ, đại đạo chi thượng, tế đạo. Vì vậy trong vòng một năm ta phải thăng cấp 5 cảnh giới lớn. Diệp Bắc Minh nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi coi ta là cái gì? Thiên tài sao? Đế thủ khựng lại, ngập ngừng hỏi lại một câu, không. Không phải sao? Diệp Bắc Minh. Đế thủ cười duyên dáng, nhóc con, ngươi đừng vội nản lòng. Chỉ cần có ta ở đây, cho dù ngươi không phải là thiên tài, thì bổn đế cũng sẽ biến ngươi thành thiên tài. Giọng điệu đế thủ tràn đầy tự tin, đúng rồi, sau cảnh giới đại năng thì mỗi cảnh giới sẽ chia làm 9 tầng nhỏ. Phụt. Diệp Bắc Minh thiếu chút phun ra một ngụm máu, cho nên ta đại khái phải tăng lên 54 cảnh giới nhỏ nữa. Đế thủ đáp, gần như vậy. Một cơn gió lạnh thấu xương quét qua, bao trùm lấy đế thủ. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ khó coi, đừng nói tới nguyên thủy chân giới, cho dù tại nhà tù số 7, anh cũng rất khó có thể thăng cấp liên tục lên 54 cảnh giới nhỏ trong một năm. Một năm chỉ có 365 ngày. Đây là khái niệm gì? Nó tương đương với trung bình hơn 6 ngày một chút anh phải tăng lên một cảnh giới nhỏ. Đây không phải là một trò đùa sao? Đế thủ cũng cảm nhận được sát ý của Diệp Bắc Minh, vội nói, nhóc con, bổn đế không nói đùa. Nếu ngươi không tin, bây giờ bổn đế liền giúp ngươi tiến vào cảnh giới thiên tôn, ngươi tin hay không? Diệp Bắc Minh sững sờ, nhưng vẫn thản nhiên đáp, ta không tin. Chỉ một cái liếc mắt, đế thủ đã nhìn thấu tâm tư của anh. Nó ngoài lạnh trong nóng khẽ hừ một tiếng, bớt dùng phép khích tướng đi, không có tác dụng với bổn đế đâu. Bất quá,
bổn đế vẫn sẽ giúp ngươi nhanh chóng nâng cao cảnh giới, bây giờ ngươi đang là đạo tôn sơ kỳ. Muốn tiến vào thiên tôn, chỉ cần tìm được long nguyên mà tổ long thượng cổ để lại. Dùng thứ này, bổn đế có thể giúp ngươi thăng cấp. Diệp Bắc Minh cau mày, đây là lần đầu tiên ta tới nguyên thủy chân giới thì tìm đâu ra một con tổ long thượng cổ. Bổn đế cũng bị phong ấn rất lâu rồi, đế thủ đáp. Giây tiếp theo, một người một tay đồng thời khóa chặt viên tử y đang ngu ngơ bên cạnh. Diệp Bắc Minh mở lời, cô gái à, cô có biết ở đâu có tổ long thượng cổ không? Viên tử y khẽ hừ, anh cảm thấy tôi sẽ nói cho anh biết sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Đột nhiên anh nhoẻn miệng cười tà ác, cô gái à, cô chắc chắn chứ? Anh muốn làm gì? Viên tử y lập tức có chút lo lắng. Diệp Bắc Minh giơ tay bắn ra một cây châm bạc, viên tử y liền ngồi phịch xuống đất. Diệp Bắc Minh phất tay, một luồng sức mạnh lập tức đánh úp tới, giày và tất của viên tử y trong nháy mắt tuột ra. Lộ ra một bàn chân ngọc ngà thanh tú. Một cọng cỏ đuôi chó bay tới, không ngừng trượt lên xuống dưới lòng bàn chân của cô ta. A, à, ha ha ha, đừng mà, a à hát, ha ha ha. Thân thể yêu kiều của viên tử y run rẩy. Từng trận ngứa ran từ lòng bàn chân sộc thẳng lên óc. Khiến cô ta cười ạt éo như hoa dung trước gió, nước mắt cũng ứa ra theo, đừng mà. Cầu xin anh, tôi nói cho các người. 10 tỷ năm trước, ở nguyên thủy chân giới từng có tục lệ săn rồng. Nên long tộc thượng cổ đã tuyệt chủng từ lâu, huống chi là tổ long thượng cổ. À, đừng gãi nữa, ngứa quá. Tôi biết có một nơi tên là thung lũng táng long đã từng có người phát hiện ra long nguyên của tổ long thượng cổ ở đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh dẫn theo viên tử y tới một nơi hoang vắng. Trong bán kính 100.000 dặm, mọi thứ đều nhuộm một màu đỏ rực. Phía trước, một thung lũng cực kỳ tĩnh mịch hiện ra, chướng khí mù mịt, không thấy nổi một tia sáng mặt trời. Phía trước chính là thung lũng Táng Long, hàng chục tỷ năm trước, khi long tộc thượng cổ sắp chết đều sẽ tiến vào đây và chờ đợi tử vong tới. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, thung lũng Táng Long đã tập hợp oán khí của rất nhiều thành viên long tộc. Có người từng phát hiện ra long nguyên trong đó, nhưng bây giờ có còn hay không tôi cũng không biết, viên tử y giải thích một lượt, quắc mắt trừng Diệp Bắc Minh hỏi, bây giờ có thể thả tôi ra được chưa? Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, sau khi xong việc tôi tự nhiên sẽ thả cô đi. Dứt lời liền đưa viên tử y hướng thẳng tới chỗ sâu trong thung lũng Táng Long. Này, thung lũng Táng Long rất nguy hiểm. Có rất nhiều người tu võ đến để khám phá, lỡ như đụng phải cường giả, chúng ta có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây đó, bất kể viên tử y khuyên can thế nào, Diệp Bắc Minh vẫn bỏ ngoài tai. Không chút chần chừ đi vào sâu bên trong. Khung cảnh xung quanh dần trở nên u ám, sau khi đi được khoảng 2 giờ. Giọng nói của đế thủ trầm xuống, nhóc con, người khá may mắn đó. Cách đây 30 dặm, có một nhóm người phát hiện ra một viên long nguyên, đang tiến hành cướp đoạt đấy. Diệp Bắc Minh nghe vậy lập tức vọt qua. 30 dặm đối với anh mà nói chỉ tốn thời gian 10 nhịp thở. Anh mang theo viên tử y ẩn mình sau một đống đá. Có hai nhóm người, tổng cộng tầm 60-70 người. Cảnh giới thiên tôn có hơn 20 người, hơn 30 đại năng, cảnh giới đại đạo cũng tầm 7-8 người. Giữa hai nhóm người đặt đầu của một con tổ long thượng cổ đang rỉ máu đầm đìa. Nó đã chết hàng tỷ năm nhưng vẫn chưa bị phân hủy. Vẫn sống động như thật. Giọng nói của Diệp Bắc Minh thâm trầm, tiểu tháp, nếu ông ra tay thì có thể hạ gục được tất cả trong chớp mắt không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, có thể. Trong mắt Diệp Bắc Minh lóe lên một tia lạnh lẽo, vậy được, chuẩn bị hành động. Đế thủ cười ngạo nghễ, lại muốn mượn sức người khác à? Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết chết những người này. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nếu ta sử dụng đạo đài luân hồi quả thực có cơ hội. Không cần tới đạo đài luân hồi. Đế thủ làm động tác lắc đầu, nhàn nhạt nói, nhóc con, có can đảm tin tưởng bổn đế một lần không? Là thế nào? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm đế thủ hỏi. Giọng nói của đế thủ mang theo vài phần trêu chọc, chiến đấu theo chỉ dẫn của ta, không cần tới sự trợ giúp của tòa tháp kia. Bổn đế bảo đảm, ngươi có thể chém giết tất cả những kẻ đang có mặt này. Phía trước cái đầu của tổ long thượng cổ. Một ông lão mặc áo đỏ lạnh lùng nói. Cái đầu tổ long thượng cổ này là do gia tộc Tư Không chúng ta phát hiện ra trước. Hình ra các người có ý gì? Muốn cướp trắng sao? Trong đám đông ở phía đối diện, một người đàn ông trung niên lắc đầu cười lạnh,
Tư Không Vô Minh, nơi này là thung lũng Táng Long. Không phải là địa bàn của gia tộc Tư Không các ông, đồ vật tìm được ở nơi này tất nhiên thuộc về người có năng lực. Ông lão áo đỏ trầm giọng đáp, nói như vậy thì hình ra các người muốn cướp có đúng không? Hơn 30 võ giả xung quanh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Người đàn ông trung niên của cười tâu toét, cho dù hình ra tôi muốn cướp thì đã sao? Hơn 30 võ giả phía sau ông ta đồng loạt bước tới. Mọi người đều tế ra một món binh khí. Khi trận đầu chuẩn bị nổ ra. Đợi đã. Bỗng nhiên một giọng nói vang dội truyền tới. Người của gia tộc Tư Không cùng hình ra đều đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy. Một thanh niên nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi cầm một thanh kiếm mang phong cách cổ xưa tiến tới. Chiếc đầu của tổ long thượng cổ này tôi muốn rồi. Mọi người đều choáng váng. Giây tiếp theo. Ha 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 ha. Tất cả đều phá lên cười. Cảnh giới đạo tôn, đúng là hù chết người mà. Tùy tiện nhặt ra một người trong số chúng ta cũng là thiên tôn, với mấy chục đại năng nữa, vậy mà bị một thằng nhãi đạo tôn còn con cướp đồ. Ông lão áo đỏ lắc đầu, biến hắn thành thịt nhão đi. Vâng. Một thanh niên cảnh giới thiên tôn của gia tộc Tư Không nhảy ra, trường thương trong tay đâm thẳng tới phần đầu của Diệp Bắc Minh. Hướng lên một góc 72 độ, rút kiếm, đế thủ truyền âm. Diệp Bắc Minh nghe đó mà làm, chém ra một kiếm. Vụt, tên thanh niên thiên tôn đỉnh phong nổ tung tại chỗ, hóa thành một làn xương máu. Hửm, ông già áo đỏ và người đàn ông trung niên của hình gia cùng lúc cau mày. Không đúng. Hình Trung, giết hắn. Hình Trung cầm trong tay một thanh đao đẫm máu, hơi thở của đại năng tầng 9 lập tức bùng nổ. Một đao quét tới. Không khí xung quanh thoáng chốc như đông nghẹt lại. Một con kỳ lân lửa màu máu liền phun ra từ trong đao khí, lao thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vô thức di chuyển bước chân, chuẩn bị dùng toàn lực chiến đấu. Đừng quên ngươi đã hứa với ta điều gì, mọi việc đều phải nghe theo lời ta nói, giọng nói của đế thủ vang lên, đừng loạn bước chân, tiếp tục tiến về phía trước. Trái tim Diệp Bắc Minh trầm xuống. Nhưng, anh vẫn làm theo chỉ dẫn của đế thủ. Tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ không đổi. Vào lúc con kỳ lân lửa há cái miệng to như bồn máu, mắt thấy sắp nuốt chửng Diệp Bắc Minh vào bụng. Đế thủ khẽ quát, tay phải giơ kiếm, hướng trước ngực một góc 68 độ rưỡi, dùng 30% sức lực của ngươi đâm vào lỗ mũi trái của nó. Diệp Bắc Minh làm theo. Một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể của kỳ lân lửa nổ tung. Hình Trung vừa hay theo đà xông tới. Hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Một chiêu này thật quá khó lường. Nó xuyên thẳng vào giữa lông mày của Hình Trung khiến đầu hắn nổ tung, thân thể thì bắn ngược ra ngoài. Trời ạ! Diệp Bắc Minh chấn động. Bản thân chỉ dùng 30% sức mạnh mà có thể một kiếm giết chết đại năng tầng 9 trong nháy mắt. Ngay cả khi sử dụng đạo đài luân hồi anh cũng phải chiến đấu một trận ác liệt. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiếp theo nên làm như thế nào? Tay trái xoay 45 độ, dùng 70% lực, một kiếm. Diệp Bắc Minh không chút do dự chém ra một kiếm. Phút, hư không dao động, một ông lão với cảnh giới đại đạo tầng một đạp gió mà tới. Chuẩn bị tập kích bất ngờ. Nhưng ai có thể ngờ rằng một chiêu kia đã chém tới trước. Cái này, ông lão kia căn bản không kịp phản ứng lại, vừa vọt ra khỏi hư không liền bị một kiếm đánh tan thành xương máu. Quay trái 180 độ. Tấn công với 60% sức mạnh, phải nhanh. Lập tức thu tay, tiến lên một bước, quay sang trái nghiêng 60 độ về phía bắc, dùng 50% sức lực, một kiếm. Quay trái 3 bước, một kiếm, 70% lực, chém xuống. Sau khi hoàn thành từng bước theo lời đế thủ, Diệp Bắc Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba võ giả cảnh giới đại đạo đã chết ngay tại chỗ. Ông già áo đỏ và người đàn ông trung niên của hình gia không ngừng thở hổn hển. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Tên thanh niên này rốt cuộc là hạng quái vật gì vậy? Rõ ràng chỉ mang trên mình hơi thở của cảnh giới đạo tôn. Nhưng lại hạ gục đại đạo chỉ trong vòng một chiêu. Tiền bối, chiếc đầu tổ long thượng cổ này thuộc về người rồi. Gia tộc Tư Không chúng tôi không hề có ác ý gì với người. Đúng đúng, hình ra chúng tôi cũng vậy. Hai nhóm người sợ hãi tới mức liên tục rút lui, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Diệp Bắc Minh có chút ngơ ngác. Nhóc con, bây giờ thì ngươi đã tin chưa, đế thủ kiêu ngạo hỏi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tin rồi.
giọng điệu của đế thủ vẫn ngạo mạn như cũ, trận chiến này ngươi tiêu hao bao nhiêu sức lực rồi? Diệp Bắc Minh thật thà trả lời, không đến 1%. Phong cách chiến đấu của ngươi vốn thô bạo, dồn quá nhiều sức mạnh, chỉ điên cuồng muốn đè bẹp đối phương. Nhưng ngươi lại không biết, một trận đấu thực sự chú trọng tới lấy nhu thắng cương. Ngươi cần phải bạo phát, lại bạo phát, mới có thể vượt cấp giết địch. Mà bổn đế chỉ cần dùng một hạt cát, nhành cỏ hay thậm chí một sợi tóc cũng có thể giết người. Đã hiểu. Diệp Bắc Minh vẻ mặt nghiêm túc. Dưới sự chỉ huy của đế thủ, trận chiến vừa rồi dễ như bỡn. Hơn nữa, mỗi một chiêu thức đều vừa phải, bất luận là nhiều hơn hay giảm đi một phần cũng đều không có hiệu quả như vậy. Đế thủ bay tới, rơi xuống đỉnh đầu Diệp Bắc Minh, vỗ nhẹ, nhớ cho kỹ, học cho tốt. Được rồi, con tổ long thượng cổ này đã chết từ lâu rồi, long nguyên ở ngay trong phần đầu. Hấp thụ nó đi, bổn đế bảo đảm ngươi có thể tiến vào cảnh giới thiên tôn. Diệp Bắc Minh có chút không xác định. Một viên long nguyên thực sự có thể giúp anh đột phá tới cảnh giới thiên tôn sao? Ôm theo tâm tình ngờ vực này, Diệp Bắc Minh nhanh chóng bước về phía trước. Đi tới phía trước cái đầu tổ long thượng cổ, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay hạ xuống. Đầu của tổ long thượng cổ tách ra, từ bên trong liền lao ra một con tổ long màu vàng giống như cá trạch. Diệp Bắc Minh vươn tay tóm lấy, một ngụm nuốt xuống. Bên ngoài nhà tù số 7. Một ông lão sắc mặt tái nhợt nhưng không giấu được nét uy nghiêm hét lên, Côn Ngô Mật Phi, cô đã biết tội hay chưa? Các lực lượng chủ lực của nhà tù số 7 luôn thay phiên nhau túc trực. Nhưng cô lại lén lút rời khỏi vị trí, khiến cho nhà tù số 7 sụp đổ, nếu đế thi bên trong trốn thoát ra ngoài, cô gánh nổi trách nhiệm này không? Thần viện Thái Thượng làm việc thế nào thế? Đệ tử của các người ngu dốt, các người cũng không hiểu chuyện luôn sao? Nhà tù số 7 quan trọng đến mức nào? Vô số kỷ nguyên qua đi, chưa từng xảy ra loại chuyện này. Chỉ duy nhất đến lượt thần viện Thái Thượng các người canh chừng thì lại xảy ra chuyện. Vô số ánh mắt lạnh băng xung quanh đều rơi xuống người Côn Ngô Mật Phi. Sắc mặt của một nhóm trưởng lão của thần viện Thái Thượng ai nấy đều đen kịt như đáy nồi. Là dáng vẻ bị móc mỉa nhưng lại không thể phản bác. Hàng lông mi như cánh quạt của Côn Ngô Mật Phi khẽ động, mỉm cười bước tới, cổ lão. Ngài đừng chụp tội cho thần viện Thái Thượng nữa, tôi biết tội của mình. Chuyện Côn Ngô Mật Phi tôi làm tự tôi chịu trách nhiệm, bất kể hình phạt ra sao tôi cũng đều sẽ chịu. Cô, thấy gương mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi mang theo ý cười, còn tỏ thái độ thong dong như vậy. Mặt già của Cổ Kiếm Trần liền u ám, nhìn hướng đám người thần viện Thái Thượng nói, Tô Huynh, Đỉnh Huynh, Thái Ất Huynh, mấy người các ông cũng có thái độ như vậy sao? Ba người bị điểm tên. Tô Bi Vân, đại trưởng lão chấp pháp của thần viện Thái Thượng. Đỉnh Phù Đồ, đại trưởng lão tàng kinh các của thần viện Thái Thượng. Thái Ất Mạc, đại trưởng lão viện giới luật của thần viện Thái Thượng. Tô Bi Vân, Cổ Huynh, Mật Phi cũng không phải cố ý. Chuyện này có lẽ là ý trời, thần viện Thái Thượng chúng tôi nguyện ý dốc toàn lực tìm kiếm đế. Một câu này còn chưa nói xong. Côn Ngô Mật Phi đã cắt ngang lời Tô Bi Vân, mỉm cười nói, Tô trưởng lão. Là con cố ý đó. Hiện trường như vỡ òa. To gan lắm. Vậy mà cố ý thả đế thi trong nhà tù số 7 ra ngoài. Cổ lão, người phụ này quá hống hách, hơn nữa còn không biết hối cải, phải phạt. Đúng vậy, tôi đề nghị giết chết cô ta ngay lập tức để cảnh cáo những người khác. Nếu không giết người này, những người gác ngục ngày sau cũng để loại chuyện này xảy ra thì phải làm thế nào? Đám đông vô cùng kích động. Mật Phi, con. Tô Bi Vân khựng người. Đỉnh Phù Đồ ở bên cạnh hét lên, Mật Phi, con đang làm gì vậy? Cổ lão không phải cố ý làm khó con, chỉ cần con thừa nhận sai lầm là được. Mấy lão già chúng ta lại cứng rắn bày tỏ thái độ, cuối cùng vận dụng sức mạnh của thần viện Thái Thượng. Tìm lại đế thi, rồi phong ấn nó lại, cũng không phải chuyện gì khó khăn cả. Đúng đó, Mật Phi, con đang làm cái gì vậy? Con không mau nhận lỗi với cổ lão đi, Thái Ất Mạc cũng khuyên nhủ. Dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thiên phú của Côn Ngô Mật Phi quá cao, chỉ mới hơn 1,8 tỷ tuổi mà thôi. Đã đạt tới cảnh giới đại đạo tầng 9 đỉnh phong. Chạm tới ngưỡng cửa của đại đạo chi thượng. Phải biết rằng, phóng mắt khắp nguyên thủy chân giới này cũng không có mấy người đạt tới đại đạo chi thượng. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu, cảm ơn sự cất nhắc của ba vị trưởng lão. Côn Ngô Mật Phi còn tự làm tự chịu, không muốn liên lụy tới thần viện Thái Thượng. Hôm nay Côn Ngô Mật Phi con sẽ từ bỏ thân phận đệ tử của thần viện Thái Thượng.
Ba người nghe vậy đều choáng váng. Không đợi bọn họ phản ứng lại, Côn Ngô Mật Phi đã nhìn hướng Cổ Kiếm Trần nói, Cổ lão, ông muốn trừng phạt thế nào cứ phạt. Côn Ngô Mật Phi tôi tự mình gánh chịu trách nhiệm. Ánh mắt kiên định, trong giọng nói còn chẳng hề mang theo chút hối hận hay sợ hãi nào. Tất cả những người có mặt đều nhìn cô một cái thật sâu. Người phụ nữ này thật kiên cường khí phách. Quá rắn giỏi. Cổ Kiếm Trần giận quá hóa cười, ha ha ha, mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Côn Ngô Mật Phi, cô căn bản không nhận thức được sai lầm của mình. Cô không có ý ăn năn. Nếu đã như vậy, thứ nhất, nguồn lực để sửa chữa nhà tù số 7 sẽ do gia tộc Côn Ngô cô cung cấp. Thứ hai, trong quá trình tìm kiếm đế thi, toàn bộ mọi tiêu hao đều do gia tộc Côn Ngô các người gánh chịu. Thứ ba, Cổ Kiếm Trần vừa định nói tiếp, thì Tô Bi Vân đã gầm lên, Cổ lão, đừng đi quá xa. Đỉnh Phù Đồ cũng khuyên lơn, Cổ huynh, chúng tôi còn chưa đồng ý việc Mật Phi tự mình muốn rút khỏi Thần Viện Thái Thượng đâu. Thái Ất Mạc đỏ hồng hai mắt, nếu Thần Viện Thái Thượng chúng tôi chết đi một thiên tài thì chuyện này không xong được. Uy hiếp, gần như là trần trụi hăm dọa. Đôi mắt của cả ba đều đỏ ngầu. Cho dù là Cổ Kiếm Trần cũng không kìm được cau mày. Dù sao thì trên bảng xếp hạng vạn linh của Nguyên Thủy Chân Giới, tài năng của Côn Ngô Mật Phi được xếp vào top 30. Với thứ bậc này, cho dù là huyết mạch đế tộc cũng cực kỳ hiếm gặp. Nếu ông ta thực sự giết chết cô, người của Thần Viện Thái Thượng sẽ thực sự liều mạng với ông ta mất. Giọng điệu của Cổ Kiếm Trần lại chuyển. Thứ ba, nếu trong vòng một tháng tìm thấy được đế thi, cô sẽ phải ngồi tù 1 tỷ năm, trở thành nô lệ trong nhà tù số 7. Nếu không tìm được, lão phu sẽ đích thân ra tay, dùng tính mạng của cô để tế cho nhà tù số 7. Ba người thở phào nhẹ nhõm một hơi. 3 tháng, họ vẫn còn có cơ hội. Mật Phi, còn trở về gia tộc Côn Ngô nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đi. Chuyện này cứ giao cho chúng ta là được, trong vòng 1 tháng, chúng ta hứa sẽ tìm lại được đế thi, ba người hiền hòa nói. Côn Ngô Mật Phi mang theo tâm trạng bất lực trở về gia tộc Côn Ngô. Gia tộc Côn Ngô cực rộng lớn, tọa lạc dưới chân núi Côn Ngô cổ xưa. Tại quảng trường trước cổng lớn của gia tộc, đã đứng đông nghẹt người. Tin tức xét xử Côn Ngô Mật Phi đã sớm lan truyền về đây. Cho nên tộc trưởng đã triệu tập tất cả mọi người chờ đợi ở quảng trường này. Lúc Côn Ngô Mật Phi xuất hiện, một ông già liền phẫn nộ giống lên, Côn Ngô Mật Phi, quỳ xuống. Côn Ngô Thiên Huyền. Một trong số những vị trưởng lão chấp pháp của gia tộc. Côn Ngô Mật Phi ngẩng cao đầu hỏi, tại sao tôi lại phải quỳ? Côn Ngô Thiên Huyền tức quá mà cười, tại sao cô phải quỳ? Cô có biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì rồi không? Tin tức vừa mới truyền đến, cô có biết sửa chữa nhà tù số 7, còn thêm cả việc tìm kiếm đế thi cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên không? Vừa rồi hóa đơn của Cố gia gửi tới, ít nhất cũng phải mất 300 tỷ viên tinh thạch vũ trụ. Tinh thạch vũ trụ, một loại đá năng lượng cực kỳ tinh khiết, sinh ra từ trong hỗn độn. Nguồn tiêu thụ trong 1 năm của toàn bộ gia tộc Côn Ngô mới có khoảng 100 triệu viên tinh thạch vũ trụ. Hành vi này của cô đã trực tiếp khiến cho thu nhập của toàn bộ gia tộc Côn Ngô trong 3 triệu năm qua thành dã tràng xe cát. Cô còn nói mình không sai. Lời này vừa vang, cả quảng trường sôi sục hẳn lên. Côn Ngô Mật Phi cô đúng là thứ đáng chết. Mẹ kiếp, sao cô không đi chết đi? Chết ở nhà tù số 7 luôn không được sao? Còn sống mà quay về làm cái gì? Trực tiếp đi chết không phải tốt hơn à? Hại gia tộc chúng ta 300 vạn năm cũng không có thu nhập, làm sao mà chúng ta sống được chứ? Những người thân thuộc trong tộc, lúc này đều như hóa thành ác quỷ, điên cuồng chửi bới Côn Ngô Mật Phi. Anh họ, Côn Ngô Mật Phi cắn nhẹ môi đỏ. Côn Ngô Quân Chi giận dữ hét lên, cút, con tiện nhân đáng chết nhà cô, đừng nói chuyện với tôi. Chị họ, Côn Ngô Mật Phi nhìn về phía đám người, gọi tên một người phụ nữ xinh đẹp. Côn Ngô Tuyết Giao sắc mặt thâm trầm, đôi vai run lên vì tức giận, Côn Ngô Mật Phi, cô một mình muốn chết cũng thôi đi. Tại sao lại còn gây họa cho toàn bộ gia tộc? Bởi vì chuyện này mà người yêu của tôi vừa mới đến tận cửa đòi hủy hôn. Sau này đừng gọi tôi là chị họ nữa, chúng ta không còn quan hệ gì cả. Một kiếm cắt đứt góc váy. Cát bào đoạn thân. Côn Ngô Mật Phi trầm mặc. Cô ta sớm đã nghĩ tới, sẽ là kết quả như thế này. Cha, mẹ, ánh mắt cuối cùng rơi vào hai người. Ánh mắt Côn Ngô Thái Sơn lạnh lùng. Giống như người trước mắt căn bản không phải là con gái mình, là chỉ là một người xa lạ vậy.
Mật Phi, lần này con đi quá xa rồi, con không quỳ xuống. Côn Ngô Mật Phi nghiến răng nói, cha, con không sai. Con, trên trán nổi gân xanh. Côn Ngô Thiên Huyền trực tiếp bật cười, đầy thâm ý nhìn về phía Côn Ngô Mật Phi, Thái Sơn, đây chính là đứa con gái ngoan mà ông dạy dỗ ra. Nếu cô ta đã không biết mình sai, vậy thì bắt đầu từ bây giờ. 300 tỷ viên tinh thạch vũ trụ do chi nhà ông phụ trách. Lời này vừa nói ra. Ý tốt. Tôi đồng ý. Đồng ý. Những âm thanh nối tiếp nhau vang lên trên quảng trường. Sắc mặt Côn Ngô Thái Sơn lập tức tái nhợt. 300 tỷ viên tinh thạch, do chi của ông ta chi trả. Điều này khác gì việc cắt đứt hoàn toàn con đường sống của nhà ông ta. Soạt. Côn Ngô Thái Sơn bước lên một bước, trực tiếp đi tới phía sau Côn Ngô Mật Phi, dùng sức hung hãn đá thật mạnh vào sau đầu gối của cô ta. Quỳ xuống, con quỳ xuống cho ta. Côn Ngô Mật Phi cố nhịn đau, vẫn đứng bất động. Tiện nhân, con tiện nhân này, sao tao lại sinh ra đứa con gái như mày chứ? Côn Ngô Thái Sơn nổi trận lôi đình, liên tục đá vào đầu gối cô. Mày hại chết chi nhà tao rồi. Còn không quỳ xuống. Mấy người phụ nữ bước ra, theo sau là một vài thanh niên. Gia chủ, đây là loại người gì chứ? Ông xem Tô Hiểu Vân sinh ra cái loại con gái gì thế này? Gây ra phiền phức lớn như vậy mà còn không nhận mình sai. Đúng vậy, cũng là con của cha, sao chênh lệch lớn như vậy? Mẹ, người yên tâm, giờ con đã là cảnh giới đại đạo tầng 4, không bao lâu nữa sẽ có thể đuổi kịp cô ta. Gia chủ, ông nhìn thấy chưa? Đây cũng là huyết mạch của ông. Đúng vậy, ông nhìn xem Tuyên Nhi biết nghe lời, cố gắng biết bao, nếu ông đối xử với nó tốt một chút. Đám người lên tiếng chỉ trích. Trong lòng Côn Ngô Thái Sơn, càng là bùng phát một cơn tức giận vô hình. Côn Ngô Mật Phi, lão phu tốt với mày như vậy, mọi tài nguyên đều cho mày dùng. Mày lại đối xử với cha mình như vậy sao? Quỳ xuống. Thậm chí, Côn Ngô Thái Sơn giơ tay lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh sắt cực to. Ông ta nhắm vào đầu gối Côn Ngô Mật Phi, chuẩn bị hung bạo đánh xuống. Lúc này, một âm thanh vang dội vang lên, sứ giả tộc Bất Hủ tới. Bất Hủ tộc, đám người của Côn gia kinh ngạc, vội vã tiến lên chào đón. Côn Ngô Thiên Huyền, người vừa rồi còn nhìn mọi chuyện với ánh mặt lạnh lùng, đi đến trước mặt mọi người và nói, thì ra là tiền bối Bất Hủ Hàn. Không biết đại giá Côn Ngô tộc có việc gì. Phía sau Bất Hủ Hàn, đi theo hàng ngàn chiếc long xa. Mỗi một chiếc đều được phủ một lớp khăn nhung màu đỏ. Người của gia tộc Côn Ngô ai nấy cũng cảm thấy choáng váng. Thật là khoa trương. Bất Hủ Hàn khẽ hừ lạnh một tiếng, không nhìn ra sao. Công tử nhà tôi, Bất Hủ Vấn Thiên muốn cưới tiểu thư Côn Ngô Mật Phi. Đây đều là xính lễ, giá trị hơn 500 tỷ tinh thạch vũ trụ. Cái gì, 500 tỷ? Mẹ kiếp, cái này không phải có thể bù vào lỗ hổng 300 tỷ kia rồi sao, lại còn thừa không ít. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nóng bừng. Cực kỳ hưng phấn. Mấy người phụ nữ vừa rồi còn bóng gió đã hoàn toàn chết lặng. Côn Ngô Mật Phi nhìn về phía Bất Hủ Hàn, lạnh lùng phun ra một câu, xin lỗi, tôi không gả. Nhiệt độ của quảng trường giảm mấy độ trong nháy mắt. Một cỗ khí tức lạnh lùng từ người Bất Hủ Hàn quét qua, tiểu thư Côn Ngô Mật Phi, cô tốt nhất nên nói lại một lần nữa. Vừa rồi tôi chưa nghe rõ, cô nói cái gì? Côn Ngô Mật Phi từng chữ nhắc lại, tôi. Không, gả. Ha ha, được, được lắm. Bất Hủ Hàn liên tục gật đầu, tộc Bất Hủ tôi, cũng không ép buộc. Nếu như cô đã không đồng ý, vậy thì thôi đi, chúng ta quay về. Sau đó ông ta xoay người rời đi. Lão gia, mấy người phụ nữ kia lại lo lắng, vội vã nói, lão gia, đó thế nhưng là 500 tỷ tinh thạch vũ trụ đó. Có thể bù vào lỗ hổng kia, còn thừa nữa. Ông xem, Lâm Nhi sắp đột phá cảnh giới nhỏ rồi, chính là lúc cần dùng tới tài nguyên nhất. Đúng vậy lão gia, có thể kiếm thêm 200 tỷ tinh thạch vũ trụ, hoặc là, chỉ chúng ta phải bỏ ra 300 tỷ linh thạch vũ trụ, bên nặng bên nhẹ người có hiểu không? Sắc mặt Côn Ngô Thái Sơn trở nên cực kỳ âm trầm. Côn Ngô Mật Phi, mày nói lại một lần nữa. Mày có gả hay không? Con không gả. Được. Mày không gả, tao xem mày có gả hay không. Hai mắt Côn Ngô Thái Sơn đỏ bừng, dùng thanh sắt trong tay điên cuồng đánh về phía con gái mình. Bịch, bịch, bịch. Sau mấy chục đòn, Côn Ngô Mật Phi rốt cuộc cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Nhưng vẫn kiên trì không nói gì.
vẫn không gả, mày con mẹ nó có gả đi không? Côn Ngô Thái Sơn sắp phát điên rồi. Mấy thê thiếp bên cạnh ông ta tiếp tục thêm dầu vào lửa, gia chủ, ông đến bây giờ vẫn thủ hạ lưu tình à? Ai, chúng ta dù sao cũng chỉ là thê thiếp, không so bằng Côn Ngô Mật Phi. Cô ta không gả thì thôi, chi chúng ta tự sinh tự diệt vậy. Con trai, sau này cố gắng nỗ lực, không được học theo Côn Ngô Mật Phi. Con gái, gia chủ ngừng lại đi, đừng ép nó nữa, cùng lắm chúng ta cùng nhau ra ngoài kiếm tinh thạch, không phụ thuộc vào ai. Nghe mấy người nói, Côn Ngô Thái Sơn gần như tức giận đến nổ tung. Côn Ngô Mật Phi, quỳ xuống, thanh sắt rơi xuống, hung hãn đập xuống lưng Côn Ngô Mật Phi, rắc một tiếng giòn vang, bả vai cô gãy lìa. Lão gia, đừng đánh nữa, cầu xin người đừng đánh nữa. Tô Hiểu Vân quỳ dưới đất và bò tới. Điên cuồng dập đầu. Bịch, bịch, bịch. Chán bà ta máu tươi đầm đìa. Mẹ, đừng cầu xin ông ta. Con không sai, càng không gả cho Bất Hủ Vấn Thiên. Đôi mắt đẹp của Côn Ngô Mật Phi răng đầy tơ máu. Côn Ngô Thái Sơn giơ chân đá, Tô Hiểu Vân trực tiếp bay ra ngoài. Bà ta lăn trên mặt đất mười mấy vòng, phun ra một ngụm máu tươi. Ông dám đánh mẹ tôi. Trên người Côn Ngô Mật Phi bùng phát một cỗ khí tức mang tính hủy diệt. Rầm rầm. Khí tức như sóng thần bộc phát, khiến Côn Ngô Thái Sơn lùi lại 7-8 bước. Mày còn muốn ra tay với cha mình. Côn Ngô Thái Sơn sửng sốt. Mấy thê thiếp đứng đó lại càng quái gở hét lên, ôi trời, cánh người ta cứng rồi. Vậy mà lại dám ra tay với cha ruột của mình, đúng là làm phản mà. Con trai, con gái, các con tuyệt đối không được học theo. Tô Hiểu Vân kéo lê cơ thể bị trọng thương của mình bò về phía Côn Ngô Mật Phi. Mật Phi, đừng cãi lại cha con. Côn Ngô Mật Phi lệ rơi đầy mặt. Tô Hiểu Vân quỳ trên đất, dập đầu với Côn Ngô Thái Sơn, gia chủ, đừng đánh nữa, nó là con gái ruột của ông đấy. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Côn Ngô Thái Sơn tát vào mặt Tô Hiểu Vân, tiện nhân, cút đi. Không được động vào mẹ tôi. Côn Ngô Mật Phi thật sự bạo phát. Tiến lên nắm lấy tay của Côn Ngô Thái Sơn, ông động vào bà ấy một lần nữa thử xem, tôi giết ông. Mày muốn giết tao? Côn Ngô Thái Sơn dường như nghe thấy chuyện khó tin nhất trên thế gian này. Con gái của mình, lại muốn giết mình. Tao xem mày có dám không? Chính vì con tiện nhân này mà mày muốn giết tao, vậy tao sẽ giết bà ta trước. Côn Ngô Thái Sơn cầm thanh sắt trong tay, đập vào đầu Tô Hiểu Vân. Côn Ngô Mật Phi cười lạnh một tiếng, Bất Hủ Hàn. Tôi đồng ý gả cho Bất Hủ Vấn Thiên. Bây giờ, có người muốn hại mẫu thân của Côn Ngô Mật Phi tôi, ông nói phải làm thế nào? Sắc mặt Bất Hủ Hàn vui mừng khôn xiết. Côn Ngô Mật Phi vậy mà đồng ý gả rồi. Tốt, tốt quá rồi. Bất Hủ Vấn Thiên vui vẻ, lợi ích của ông ta chắc chắn sẽ không ít. Một giây sau, sắc mặt Bất Hủ Hàn lạnh lùng, dám tổn thương mẹ của con dâu Bất Hủ tộc, phải chịu phạt. Ông ta bước lên phía trước một bước. Trực tiếp nắm lấy cổ Côn Ngô Thái Sơn. Từ từ nâng lên cao, một cảm giác khó thở ập tới. Thiếu phu nhân, giết. Giọng nói của Bất Hủ Hàn lạnh lùng, dường như người trong tay ông ta không phải là cha của Côn Ngô Mật Phi vậy. Mà giống như một con chó chết. Đừng mà. Tô Hiểu Vân bị dọa đến thần sắc tái nhợt, đừng giết ông ấy. Mật Phi, ông ấy là cha ruột của con. Hai mắt Côn Ngô Mật Phi đỏ hoe, mẹ, ông ta đối xử với mẹ như vậy. Mẹ vẫn cầu xin cho ông ta ư. Viên Tử Y lệ rơi đầy mặt, mẹ chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, có thể làm gì chứ? Không còn cha con, hai mẹ con chúng ta sống thế nào? Con gái, cầu xin con. Tô Hiểu Vân trực tiếp quỳ xuống trước mặt Côn Ngô Mật Phi. Mẹ! Côn Ngô Mật Phi đưa tay ngăn Tô Hiểu Vân lại, nhắm mắt nói, thả người. Bất Hủ Hàn tùy ý buông tay, Côn Ngô Thái Sơn giống như một con chó chết ngã xuống đất. Bộ dạng nhếch nhác đứng dậy. Nhưng trên mặt ông ta lại hiện ra nụ cười không thể che giấu. Ha ha ha, Mật Phi, vừa rồi cha chỉ đùa với con thôi. Chỉ cần con đồng ý gả cho Bất Hủ công tử thì chuyện gì cũng dễ nói. Cho dù có bắt cha quỳ xuống nhận sai cũng được. Hiểu Vân, bà sinh được một đứa con gái tốt, vậy mà có thể được công tử Bất Hủ để ý tới. Thật là quá tuyệt vời. Từ nay về sau, Côn Ngô Thái Sơn ta có thể thẳng lưng mà sống rồi. Côn Ngô Thái Sơn mặt dày cười, không còn chút tôn nghiêm nào. Tôn nghiêm. Vứt con mẹ nó tôn nghiêm đi. Gia tộc Bất Hủ Đế chính là tôn nghiêm. Bất Hủ Vấn Thiên chính là tôn nghiêm. Trong thung lũng Táng Long. Rầm rầm rầm.
Sông bão tụ tập lại hàng vạn dặm, từng đạo sấm sét không ngừng đánh xuống, nhấn chìm cả một khu vực lớn. Tình trạng này kéo dài một ngày một đêm. Sấm sét cuối cùng cũng dừng lại, một chàng trai trẻ từ trong đó bước ra, chính là Diệp Bắc Minh. Thiên tôn trung kỳ, mình thật sự bước vào cảnh giới thiên tôn trung kỳ rồi. Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm. Một cỗ sức mạnh vô biên ngưng tụ trong lòng bàn tay. Một quyền đấm ra. Ầm. Một đạo khí kình màu máu phun ra, ngưng tự thành một con huyết long trên không trung, phát ra tiếng gầm lớn. Mặt đất nứt ra khe lớn, lan rộng hàng ngàn mét. Khe nứt này dài hơn nghìn mét, rộng gần trăm mét và sâu hàng chục mét xuất hiện trước mắt. Một quyền này của mình, ít nhất có sức mạnh của 200 con rồng. Diệp Bắc Minh chấn động. Cho dù là đại năng thượng cổ, anh cũng có thể giết chết chỉ bằng một cú đấm. Đế thủ cười kiêu ngạo, cũng gần như vậy, người được bổn đế dạy dỗ, có thể không giỏi sao? Đế thủ tiền bối, thời gian không chờ đợi ai, tiếp theo tôi phải làm thế nào mới có thể nâng cao cảnh giới đây? Diệp Bắc Minh hỏi. Đế thủ nhàn nhạt nói, đừng một câu đế thủ tiền bối, hai câu đế thủ tiền bối như thế, bổn đế có tên của mình. Giao trì. Người có thể gọi ta là giao trì cổ đế, giao trì đại đế, giao trì nữ đế, hoặc là danh xưng của bổn đế, cửu thiên thánh hoàng chi nguyên thủy cổ hoàng chi giao trì thiên đế. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, đế thủ tiền bối. Giao trì có chút không nói nên lời, ngươi. Cũng lười phải tranh luận với Diệp Bắc Minh. Thôi vậy. Người đến một nơi khác nữa, có thể khiến người tiến vào cảnh giới đại năng thượng cổ. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, giao trì nữ đế quả nhiên có chút lợi hại. Nơi nào? Đỉnh núi thượng cổ Côn Ngô. Giọng nói của giao trì ngưng trọng, núi Côn Ngô là một trong 10 ngọn núi thiêng của tạo hóa, trên đó có một dòng suối thần. Chỉ cần người uống được nước của dòng suối thần đó, người sẽ cơ hội tiến vào cảnh giới đại năng thượng cổ. Diệp Bắc Minh chau mày, núi Côn Ngô ở đâu? Tôi đến đó thế nào? Giao trì nhàn nhạt nói, bổn đế rời khỏi nguyên thủy chân giới quá lâu rồi, cũng không nhớ ngọn núi đó ở đâu, người từ từ tìm. Đột nhiên, một giọng nói giận dữ vang lên cách đó không xa, to gan, sao anh dám nghĩ tới núi thần của vương tộc Côn Ngô chúng tôi? Diệp Bắc Minh sửng sốt, cô là người của tộc Côn Ngô. Viên tử y vẻ mặt đầy đắc ý nói, lại còn phải hỏi sao, tiểu thư nhà tôi là Côn Ngô Mật Phi. Chính là một thiên tài hiếm có trăm nghìn năm của tộc Côn Ngô. Núi Côn Ngô, chính là ngọn núi thiêng của vương tộc Côn Ngô chúng tôi tôn thờ bao đời nay. Cũng may tôi thông minh, một người một tay các người âm thầm lên kế hoạch đã bị bổn cô nương nghe thấy. Diệp Bắc Minh. Giao trì. Cô gái này thật ngốc. Nếu biết điều thì lập tức thả tôi đi. Nếu không, tiểu thư nhà tôi một khi nổi giận, tôi khiến các người không chịu nổi, viên tử y rất đắc ý nói. Diệp Bắc Minh và Giao Trì nhìn nhau. Khẽ gật đầu. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước lên phía trước một bước, đáp xuống trước mặt viên tử y. Anh lộ ra một nụ cười, viên cô nương thật xin lỗi, tôi thật sự không biết cô là người của nhà Côn Ngô. Nếu biết sớm hơn, cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám bắt cô. Anh khẽ chỉ ra. Châm bạc bay ra khỏi cơ thể viên tử y. Giải phóng đan điền và kinh mạch của cô ta. Viên tử y quả nhiên có thể di chuyển. Cô ta vô cùng tức giận, hừ lạnh một tiếng, hừ, xem anh còn dám nữa không. Bổn cô nương đại nhân đại lượng, tha thứ cho anh. Diệp Bắc Minh cười nói, cô viên, tiểu thư nhà cô. Là cái gì Côn Ngô Mật Phi? Đúng rồi, cô Côn Ngô. Tôi muốn gặp cô ấy xin lỗi, cô xem có được không? Viên tử y cười vui vẻ, kiêu ngạo nói, tiểu thư nhà tôi nói, anh giống một người bạn của cô ấy. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đưa anh đi gặp tiểu thư. Đi thôi. Nói xong. Trực tiếp xoay người, rời khỏi thung lũng Táng Long. Diệp Bắc Minh ngây ra tại chỗ, chuyện này, con mẹ nó cũng đơn giản quá rồi. Không chỉ Diệp Bắc Minh, mà ngay cả Giao Chỉ Dũng bối rối. Diệp Bắc Minh nhìn không được truyền âm, tiểu tháp, trên thế gian thật sự có loại người này sao? Sao tôi cảm thấy, cô nhóc này ngốc đến mức không chân thực nhỉ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, nhóc con, trên đời này có một loại người mang tâm hồn trẻ thơ. Bọn họ không ngốc, mà chỉ tin rằng trên thế gian này không có người xấu. Nhóc này có lẽ mang trái tim vô cùng thuần khiết. Thấy Diệp Bắc Minh không đi theo. Viên tử y đứng tại chỗ, nghi hoặc xoay người lại, này, anh làm gì thế? Mau đi theo tôi. Tôi đưa anh tới gia tộc Côn Ngô, gặp tiểu thư của tôi.
Được. Diệp Bắc Minh cười, nhanh chóng đi theo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu, nhóc con, cậu thật sự muốn gặp vị tiểu thư kia sao? Cậu thật sự không nhớ gì cả à? Nhớ ra cái gì chưa? Tiểu Tháp, ông đang thần bí cái gì đó? Diệp Bắc Minh cau mày hỏi. Tiểu Tháp sao vậy nhỉ? Toàn nói những điều kỳ lạ. Phụt, không sao. Núi Côn Ngô cách rất xa thung lũng Tàng Long. Nếu không có Viên Tử Y dẫn đường, Diệp Bắc Minh ít nhất cũng phải tìm kiếm suốt 10 ngày nửa tháng. Sau một ngày dùng tốc độ nhanh nhất để lên đường, hai người cuối cùng cũng đến được dưới chân núi Côn Ngô. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến Diệp Bắc Minh choáng váng. Một dãy núi khổng lồ có bán kính hơn triệu dặm nhô lên từ mặt đất với chiều cao hàng trăm nghìn mét vọt thẳng vào vũ trụ. Gần như chạm tới các vì sao. Cao quá. Ánh mắt Diệp Bắc Minh không giấu nổi sự chấn động trước khung cảnh hùng vĩ này. Giao Chỉ buồn cười nói, Diệp Bắc Minh, coi cái dáng vẻ chưa trải sự đời của ngươi xem. Côn Ngô mới chỉ là ngọn núi nhỏ nhất trong số 10 ngọn núi thần sáng tạo lớn thôi. Vậy mà đã khiến ngươi phải ngẩn ngơ đến vậy, nếu nhìn thấy 9 ngọn núi thần còn lại, còn không phải sốc chết sao? Viên Tử Y lại dừng lại, anh Diệp anh đừng ngẩn người nữa, mau đi theo tôi. Diệp Bắc Minh vội theo sát phía sau hướng về phía gia tộc Côn Ngô. Dọc đường không ngừng xuất người của gia tộc Côn Ngô. Cô Tử Y, chào cô, chúc mừng tiểu thư nhà cô sắp gả cho công tử Bất Hủ nha. Hả, tiểu thư nhà tôi sắp kết hôn rồi. Viên Tử Y nghe mà có chút kinh ngạc. Đôi mày lá liễu nhíu chặt một chỗ, nào có chuyện đó. Rõ ràng tiểu thư nhà tôi không thích ngài ấy, sao bỗng nhiên lại đổi ý rồi. Không được, tôi phải đi hỏi tiểu thư. Nói đoạn liền lao về phía sâu trong gia tộc Côn Ngô với tốc độ cực nhanh. Diệp Bắc Minh theo sau không ai ngăn cản. Trên đường đi, có rất nhiều hơi thở cùng thần niệm lớn mạnh không chút kiêng dè thăm dò trong bóng tối. Phát hiện ra Diệp Bắc Minh chỉ là một tên thiên tôn còn con, căn bản không khởi nổi chút sóng gió. Tiểu thư, tốc độ của Viên Tử Y rất nhanh, như tên bắn xông vào trong một tòa cung điện. Côn Ngô Mật Phi ngồi trước bàn trang điểm, Tô Hiểu Vân đang thay trang phục cho cô. Tiểu thư, em nghe nói người sắp gả cho Bất Hủ Vấn Thiên rồi. Côn Ngô Mật Phi liếc Viên Tử Y một cái, lặng im gật đầu, ừm. 3 ngày sau sẽ gả thẳng qua đó. Bất Hủ Vấn Thiên hoàn toàn không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngày cưới đã được quyết định chính là vào 3 ngày sau. Côn Ngô Mật Phi không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này nữa. Mà hỏi thẳng, Tử Y, trước đó ta kêu em theo dõi người kia, tình hình thế nào rồi? À, em đưa anh ta về cùng rồi, Viên Tử Y ngây thơ trả lời. Cái gì? Côn Ngô Mật Phi kinh hoàng đứng phát dậy, đôi mắt đẹp trợn to, Tử Y em. Sao em lại đưa anh ta về cùng? Viên Tử Y khó hiểu, tiểu thư, không phải người nói anh ta giống một người bạn cũ của mình sao? Em đoán có thể người thực sự quen biết anh ta nên liền đưa về gặp mặt người. Em! Côn Ngô Mật Phi nhất thời không nói nên lời. Nhớ lại mọi chuyện ở lối vào nhà tù số 7. Gương mặt không tì vết của cô không khỏi đỏ bừng. Cô muốn quên đi cảnh tượng ngày đó. Nhưng bất luận thế nào hình ảnh càng muốn chôn vùi vào quên lãng ấy ngày càng khắc sâu vào tâm trí cô. Nếu đã không thể né tránh. Vậy cứ thẳng thắn đối mặt là được. Anh ta đâu? Hả, người chạy đi đâu mất rồi? Vừa nãy còn theo sau mà. Cùng lúc đó Diệp Bắc Minh phóng ra một tia khí hỗn độn hướng về phía bên trong gia tộc Côn Ngô. Trên đường đi mọi ngóc ngách đều có lính canh tuần tra. Nhưng dưới sự che chắn của dòng khí hỗn độn, không ai có thể phát hiện ra tung tích của anh. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng tới được chân núi Côn Ngô. Vừa định đột nhập vào bên trong thì phía sau truyền tới một trận động tĩnh. Côn Ngô Mật Phi cùng Viên Tử Y đang cấp tốc đuổi tới. Khoảnh khắc chạm mặt Côn Ngô Mật Phi, thần niệm của Diệp Bắc Minh thoáng dao động, người phụ nữ này. Nhìn quen mắt quá. Hình như mình từng gặp ở đâu đó rồi. Côn Ngô Mật Phi lúc này cũng đã bước tới. Cách Diệp Bắc Minh rất gần, chưa tới 10 mét. Tiểu thư, vài ông lão đi tới chắp tay thi lễ. Thực lực của mỗi người trong số đó đều ở tầng 2 hoặc 3 cảnh giới đại đạo chi thượng. Bảo vệ vùng đất trọng yếu của gia tộc. Ánh mắt Côn Ngô Mật Phi lóe lên, một đạo thần quang quét nhanh qua, xác định vùng phụ cận không có bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Tiểu thư, sao thế ạ? Mấy ông lão tỏ ra ngờ vực. Côn Ngô Mật Phi cau mày hỏi, vừa rồi có ai tới đây không? Hoặc là, có ai vào trong núi Côn Ngô không? Một ông lão mặc áo xanh lắc đầu đáp, thưa tiểu thư,
mấy người chúng tôi vẫn luôn canh giữ ở đây, chưa thấy ai đi qua cả. Côn Ngô Mật Phi cúi đầu lẩm bẩm, không lẽ anh ta không tới? Tiểu thư nói ai ạ? Không có gì, các người tiếp tục canh gác đi. Côn Ngô Mật Phi không giải thích gì thêm mà dẫn theo Viên Tử Y quay người rời đi. Giao Chỉ truyền âm, nhóc con, lùi lại nửa mét. Diệp Bắc Minh vừa làm theo thì một cơn gió nhẹ thổi qua. Côn Ngô Mật Phi đột nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng về phía vị trí của Diệp Bắc Minh. Một bước bay lướt tới. Dừng lại ngay trước mặt anh. Núi đôi chập trùng gần như áp sát vào mặt Diệp Bắc Minh. Chỉ cần anh cử động nhẹ thì toàn bộ gương mặt đều cọ sát tới. Một mùi hương mang nồng vị sữa phả thẳng vào mặt. Chẳng lẽ mình cảm giác sai rồi? Côn Ngô Mật Phi cau mày, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Chân trước vừa rời khỏi, mấy ông lão đã sầm mặt tự hỏi. Sao tiểu thư lại đột nhiên tới đây? Còn hỏi xem có người nào đi qua không nữa, không lẽ có kẻ muốn đột nhập vào núi Côn Ngô? Hừ, làm sao có kẻ nào thần không biết quỷ không hay tiến vào đây được? Chớ nói đến trên đây còn thiết lập vô số cấm chế, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng đừng nghĩ tới việc lẻn vào. Tiểu thư cũng quá thận trọng rồi. Mấy người lắc đầu than vãn. Giao Chỉ một lần nữa truyền âm, dịch sang trái 100 mét. Ông lão áo xanh bất thình lình quát khẽ một tiếng, không ổn. Rồi bất ngờ vỗ tới một trường, rơi xuống ngay nơi Diệp Bắc Minh vừa đứng. Khoảng không xung quanh lập tức sụp đổ, mặt đất trong bán kính hàng trăm mét chớp mắt hóa thành một vùng cháy đen. Nếu lệch đi mà nửa phân, thì Diệp Bắc Minh, người đang được bao phủ trong dòng khí hỗn độn liền bị bại lộ. Trời à, đế thủ à, năng lực dự cảm này của cô cũng quá nhạy bén rồi đó, Diệp Bắc Minh không kìm được nuốt một ngụm nước bọt khan. Giao Chỉ kiêu ngạo đáp, gọi ta là nữ đế. Những ông lão khác thấy vậy đều ngạc nhiên nhìn ông lão áo xanh hỏi, lão thất à sao thế? Ông lão áo xanh nhíu mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng, không sao. Là do tôi nhạy cảm quá ấy mà. Rồi lắc đầu, đi thẳng về phía núi Côn Ngô và biến mất. Những ông lão khác cũng theo sau. Nhóc con, nhân lúc này mau đi thôi. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đuổi theo, vừa đặt chân vào núi Côn Ngô, một hơi thở thuở hồng hoang liền bổ vào mặt. Giờ phút này anh dường như đã bước chân vào một thế giới cực kỳ cổ xưa. Một hơi thở viễn cổ bất diệt bao trọn vòng trời. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây chính là núi Côn Ngô sao? Rõ ràng là ở cùng khoảng đất trời, vậy mà lại chia thành hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên rồi. Giao Chỉ trịnh trọng giới thiệu, núi Côn Ngô là một trong 10 ngọn núi thần sáng tạo. Khi nguyên thủy chân giới còn chưa ra đời thì nó đã tồn tại trên cõi đời này rồi. Mỗi một cành cây nhành cỏ, hạt cát cục đất ở đây đều mang trong mình hơi thở của thời xa xưa. Nhóc con, tiến lên 3.978 mét, sau đó dừng lại, khắc xuống đạo phù văn này. Nói đoạn trong tâm trí Diệp Bắc Minh liền hiện hữu một đạo phù văn phức tạp. Anh đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Người phụ này quả thực ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Nếu để Giao Chỉ nghe được, chắc chắn sẽ ngạo mạn ném lại một câu, đúng là nói nhảm, ta là nữ đế cơ mà. Dưới sự che chở của dòng khí hỗn độn, căn bản không có ai phát giác ra sự tồn tại của Diệp Bắc Minh, sau khi đi được 3.978 mét. Diệp Bắc Minh nhấc tay, khắc xuống dòng phù văn vừa được truyền tải. Hư không khẽ rung động. Một màn ánh sáng xuất hiện trước mắt, vừa rồi vậy mà ẩn hình không tản mát ra bất kỳ hơi thở nào. Nếu Diệp Bắc Minh tùy tiện lao tới chắc chắn sẽ bị phát hiện. Giao Chỉ rất hài lòng, được rồi, tiếp tục khắc xuống đạo phù văn khác đi. Diệp Bắc Minh ngoan ngoãn làm theo. Tỉ mỉ khắc một đạo phù văn khác trong đầu mình xuống. Anh một bước tiến vào trong. Trên đường đi Giao Chỉ liên tục chỉ điểm. Suốt 2 ngày 2 đêm, Diệp Bắc Minh thuận lợi một đường lên tới đỉnh núi Côn Ngô, không hề va chạm với bất kỳ cấm chế nào ở đây cả. Một dòng suối thần dài chỉ hơn 100 mét, chiều rộng tầm 4-5 mét, cuồn cuộn như sông. Điều khiến anh ngỡ ngàng chính là thứ chảy xuôi bên trong con suối không phải nước suối như bình thường mà là một dòng sông chứa đầy sao. Những hòn đá cuội dưới lòng suối giống như những vì sao tỏa sáng lấp lánh trong vũ trụ, mang theo sức mạnh vô tận. Quả nhiên là suối thần, tuy rằng đã khô cạn không ít nhưng vẫn đủ dùng. Giọng điệu của Giao Chỉ cuối cùng cũng xuất hiện tia dao động, Diệp Bắc Minh, mau nhảy xuống đi, hấp thụ sức mạnh trong dòng suối thần này. Diệp Bắc Minh không chút do dự nhảy xuống dưới. Một luồng sức mạnh cực kỳ thuần khiết và khủng bố giống như cơn sóng thần tụ tập vào trong cơ thể anh.
Sức mạnh thuần khiết như vậy mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Trời ơi! Đây không phải là có bao nhiêu liền hút bấy nhiêu sao? Diệp Bắc Minh kích động quá đỗi, Dung Phi, Nhã Phi ra đây đi. Tiểu Tháp, cả ông nữa, chúng ta có cùng nhau làm. Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi hai người nhảy ra từ không gian bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Bản thể của tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng xuất hiện, cùng bọn họ chìm vào suối thần Côn Ngô. Ngay lập tức, thân thể của Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi hai người kịch liệt run rẩy. Vào khoảnh khắc họ tiếp xúc với nước suối, thật sự đã thăng cấp. Mặc dù chỉ là cảnh giới bản nguyên sơ kỳ tiến vào bản nguyên trung kỳ. Nhưng hai người cũng cực kỳ kinh ngạc khi cảm nhận được sức mạnh của dòng nước này. Chị, nước này thật là lợi hại. Tiêu Nhã Phi vui mừng tột độ. Tiêu Dung Phi lắc đầu, đừng nói nữa, nhanh hấp thu nào. Mỗi một giây ở đây bằng chúng ta điên cuồng tu luyện cả một năm, thậm chí là 10 năm. Tiêu Nhã Phi nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Đặc biệt là khi tới gần Diệp Bắc Minh, nước suối thần thấm đẫm toàn thân. Đường cong hoàn mỹ của cơ thể thật sự hoàn toàn lộ ra trước mặt Diệp Bắc Minh. Đáng sợ hơn nữa là, khi nước này tràn vào cơ thể Diệp Bắc Minh, giữa hai lông mày của anh xuất hiện thần ma chi nhãn. Đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu. Máu trong người Diệp Bắc Minh sôi lên, suýt nữa thì phun ra máu mũi. Anh Diệp, anh sao vậy? Tiêu Nhã Phi nghi hoặc hỏi. Diệp Bắc Minh vội vàng nhắm mắt lại nói, không sao, các em tiếp tục hấp thu đi. Lúc này không phải là lúc suy nghĩ những điều vớ vẩn. Tiêu Dung Phi hiển nhiên biết được suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, bật cười nói, Nhã Phi, qua đây nào. Tiêu Nhã Phi bối rối nói, vâng ạ. Vẫn là rất nghe lời, xoay người bơi đến bên cạnh chị gái mình. Diệp Bắc Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, truyền âm, Tiểu Tháp, ông cảm thấy thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đứng trong dòng suối thần, hóa thành cơ thể cao hơn 1 mét. Xung quanh là dòng khí hỗn độn trôi nổi. Một lượng lớn nước của suối thần như bị hút vào vòng xoáy, di chuyển về phía bản thể của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng vô cùng hưng phấn, nhóc con, đây đúng là sức mạnh thuần túy nhất trên thế giới. Tùy ý một ngụm nước ở suối thần này thôi cũng có thể sánh ngang với sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể của đại năng thượng cổ. Bổn tháp hấp thu một hồi thôi, vậy mà giống như hấp thu hàng trăm tên đại năng thượng cổ vậy. Vãi! Ánh mắt Diệp Bắc Minh nóng rực. Thân thể cảm nhận được sức công kích của nước suối thần. Từng tấc da thịt, huyệt đạo đều đang gào thét. Cảnh giới thiên tôn, trung kỳ. Diệp Bắc Minh nuốt nước miếng, anh vậy mà không chút trở ngại nào đã đột phá. So với đột phá bất kỳ cảnh giới nào trước đó, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Dường như nó chỉ là một lớp giấy dán cửa sổ, tùy ý đưa tay là có thể chọc thủng. Ở một bên khác, chỉ 15 phút ngắn ngủi, hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi cũng tiến vào cảnh giới thiên quân. Cả một cảnh giới lớn. Tiếp tục, toàn thân Diệp Bắc Minh run rẩy, giống như bắt được vận may lớn, tiền bối đế thủ, dựa vào tốc độ này, đừng nói cảnh giới đại năng thượng cổ. Trực tiếp tiến vào cảnh giới đại đạo cũng không phải là không có khả năng. Đế thủ khẽ cười nói, ha ha, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ở đây ngươi chỉ có thể tiến vào cảnh giới đại năng thượng cổ thôi. Tại sao? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Đế thủ không trả lời. Lúc này, tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục nhắc nhở, nhóc con, đừng một mình hấp thu thế chứ. Đạo đài luân hồi, còn bia mộ 100 vị sư phụ của cậu nữa. Diệp Bắc Minh như bừng tỉnh. Bằng một niệm thức, anh tế ra đạo đài luân hồi. Khoảnh khắc đạo đài luân hồi xuất hiện, nó thế mà rung lên dữ dội. Chủ động bạo phát ra một cỗ sức mạnh, giống như một miếng bọt biển, tham lam hấp thu nước suối thần. Đồng thời, bia mộ của 100 vị sư phụ xung quanh đạo đài luân hồi đột nhiên sáng bừng lên. Từng đạo ảo ảnh linh hồn mơ hồ xuất hiện phía trên bia mộ. Sư phụ, Diệp Bắc Minh vô cùng kích động. Đồ nhi, vua tàn sát là người đầu tiên tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh. Kinh hãi nói, đây là chuyện gì? Sư phụ ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao, lại có thể tỉnh lại? Đồ nhi, chuyện này là sao? Vi sư tại sao cảm thấy được một cỗ sức mạnh cực kỳ thuần khiết đang giúp ta tái tạo lại linh hồn? Và lại còn giúp ta nuôi dưỡng thần hồn nữa? Tiếp theo đó, giáo phụ, dược vương quỷ cốc, kiếm chủ bất diệt, đan đế bất hủ, linh hồn của 100 vị sư phụ dần được hồi sinh. Từng đạo linh hồn ngưng tụ trên bầu trời phía trên bia mộ,
vẫn trong suốt nhưng lại cho Diệp Bắc Minh sự tự tin vô cùng lớn. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt trào ra, ha ha ha, tốt quá rồi, sư phụ. Mọi người đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói gì, cứ hấp thu nước suối thần cho con. Được. Tất cả các sư phụ đều đồng thanh trả lời. Ào ào ào. Nước suối thần sôi trào, biến mất với tốc độ nhanh chóng. Nửa tiếng sau, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi kích động kêu lên, a a a. Chị, cảnh giới nhập đạo, em thăng cấp cảnh giới nhập đạo rồi. Mới có nửa canh giờ, đã thăng lên 4 cảnh giới lớn. Ở một bên, Tiêu Dung Phi cũng mở mắt, đừng làm ồn, mới có 4 cảnh giới lớn mà thôi, tiếp tục hấp thu đi. Chị đến cảnh giới ngộ đạo rồi. Tiêu Nhã Phi ngạc nhiên tới ngây người, chị vậy mà đã tăng lên 5 cảnh giới lớn. Đồng thời cùng lúc đó, trên đỉnh núi Côn Ngô mây đen vần vũ, sấm sét ngưng tụ. Giây tiếp theo. Rầm. Một tiếng sấm lớn vang lên, cả bầu trời trên núi Côn Ngô sáng chói. Một đạo sấm sét dày dường như đánh thẳng vào người Diệp Bắc Minh. A! À, Song và Tiêu Nhã Phi kinh ngạc kêu lên, bị sức mạnh khủng bố này chấn bay ra ngoài. Thậm chí, hai người không thể ngâm mình trong suối thần nữa, chỉ có thể nhảy ra ngoài, kéo lê cơ thể ướt đẫm nước. Đứng từ xa sửng sốt nhìn cảnh này. Anh Diệp, thăng cấp rồi. Hai chị em vô cùng vui mừng và ngạc nhiên. Phía dưới núi Côn Ngô, vô số thành viên của gia tộc nhao nhao lao ra khỏi phòng. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Côn Ngô. Chuyện gì vậy, đỉnh núi Côn Ngô tại sao đột nhiên xuất hiện sấm sét? Một lão giả ăn mặc mộc mạc xuất hiện, đôi mắt già nua hiện lên một tia kinh hãi nồng đậm, không đúng. Đây không phải là sấm sét bình thường, có người đang độ kiếp. Lão giả này tên là Côn Ngô Tuyệt Long, là một vị lão tổ đã sống hàng tỷ năm của tộc Côn Ngô. Không ổn. Suối thần, có người đang lén lút uống nước suối thần. Đáng chết. Côn Ngô Tuyệt Long sững sờ mấy vài giây. Sau đó đột nhiên mới phản ứng lại. Ông ta điên cuồng lao về chân núi Côn Ngô. Lúc tới nơi, chân núi đã có một biển người. Tất cả đám người chức vị cao của tộc Côn Ngô đều tụ tập tại đây, ai nấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Thấy Côn Ngô Tuyệt Long xuất hiện, bọn họ nhao nhao quỳ xuống bái lạy, lão tổ. Ngu ngốc! Côn Ngô Tuyệt Long vung tay tát cho đám người bảo vệ núi một cái. Mấy lão giả đó biến thành đám xương máu ngay tại chỗ. Hít! Những người khác hít vào một ngụm khí lạnh, quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Côn Ngô Tuyệt Long trầm giọng gầm lên, một đám ăn hại, phế vật, tất cả đều là phế vật. Suối thần là nền tảng của gia tộc Côn Ngô chúng ta, các người lại dám để người lén lút lên núi mà không hề hay biết. Còn ngây ra đó làm gì? Tập hợp tất cả người có cảnh giới đại đạo trở lên núi Côn Ngô với ta. Bất kể là ai, dám đột nhập vào núi thiêng của tộc Côn Ngô, đều phải diệt cửu tộc. Côn Ngô Tuyệt Long xông lên. Phía sau, hàng ngàn võ giả đi cùng. Lao thẳng lên đỉnh núi Côn Ngô. Côn Ngô Mật Phi cũng nằm trong số người đó. Cô nhíu chặt mày, thật sự có người lên núi rồi. Chẳng lẽ lại là anh ta? Nếu thật sự là anh ta, mình phải làm thế nào? Giết anh ta ư? Trong lòng vô cùng phức tạp. Cũng có thể không phải anh ta, dù sao thực lực của anh ta cũng không đủ tư cách để lên núi. Lúc này trên đỉnh núi Côn Ngô, Giao Chỉ bay tới, khẽ quát một tiếng, nhóc con. Người của gia tộc Côn Ngô phát hiện ra rồi. Một tên lão tổ cảnh giới tế đạo mang theo hơn 1.000 tên đại đạo đang chạy tới đây. Mau đi thôi, bổn đế bây giờ vẫn đang ở trong trạng thái khuyết thiếu, không có cách nào đối kháng với một tên tế đạo đâu. Diệp Bắc Minh khựng người. Cảnh giới tế đạo. Ngay cả đế thủ cũng bó tay. Tiền bối, thực sự không còn cách nào khác nữa sao, Diệp Bắc Minh vẫn muốn kiên trì thêm một lúc nữa. Giao Chỉ không nói lên lời. Nếu có thể kiên trì thì tại sao bổn đế còn nói ngươi chỉ có thể đột phá tới cảnh giới đại năng thượng cổ cơ chứ? Bởi vì một khi ngươi độ kiếp, người của gia tộc Côn Ngô sẽ lập tức phát hiện ra sự tồn tại ngươi. Bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi, nếu còn không đi, sẽ không kịp mất. Cùng lúc đó từ dưới chân núi vọng đến một trận gầm vang như động đất. Toàn bộ ngọn núi Côn Ngô đều đang rung chuyển. Diệp Bắc Minh ngó đầu nhìn xuống liền nghẹn họng chân chối. Một ông lão tóc bạc trắng với hơi thở cực kỳ khủng bố dẫn theo hàng ngàn bóng người đang cấp tốc lao về phía đỉnh núi. Dưới khí thế như càn quét vạn vật của ông ta, toàn bộ trận pháp phòng ngự ven đường của gia tộc Côn Ngô đều nổ tung rồi sụp đổ. Đây chính là cảnh giới tế đạo sao? Con người Diệp Bắc Minh co rụt lại.
với thực lực hiện tại của mình, Diệp Bắc Minh căn bản không ngăn cản nổi. Đi! Diệp Bắc Minh sải bước vào tới trước người Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi, đường nét thân thể ướt đẫm của cả hai cơ hồ nhìn không sót điểm gì. Anh một phát tóm lấy vòng eo thon nhỏ của họ, rồi ném vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Tiểu tháp, chết tiệt, ông vẫn còn đang hấp thu à? Mau đi thôi! Tháp càn khôn chấn ngục không ngừng rung lắc, gần như sôi sục. Ha ha ha, nhóc con à, nước suối thần này cũng quá tuyệt vời rồi. Không được, để tôi hút thêm một chút nữa đã. Ông! Diệp Bắc Minh sững sờ tại chỗ. Tháp càn khôn chấn ngục nói với vẻ vô cùng trịnh trọng, nhóc con, thứ đồ này không tầm thường đâu. Nếu bây giờ rời đi, thì kiếp này cũng không còn cơ hội nào gặp lại nữa. Cậu để mắt một chút, tôi hút thêm một ít vào trong cơ thể, cho dù không thể hấp thụ trực tiếp cũng có thể dự trữ lại. Diệp Bắc Minh sửng sốt, khóe miệng giật giật, tiểu tháp à, ông cũng cố tham lam rồi đó, nhưng tôi thích. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Dứt lời anh liền đi thẳng tới rìa đỉnh núi, nhìn chăm chăm tình huống bên dưới. Nhìn vào tốc độ của mấy người Côn Ngô Tuyệt Long, thì chỉ khoảng 10 giây nữa thôi là leo tới đỉnh núi. Tầm 3 giây hẳn là đủ thời gian để họ rời đi. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong lòng Diệp Bắc Minh thầm đếm. 6 giây, 7 giây. Diệp Bắc Minh đột nhiên xoay người, hô lớn, tiểu tháp, đi thôi. Một người một tháp nhanh như gió từ một bên khác lao ra khỏi núi Côn Ngô. 3 giây trôi qua, nhóm người Côn Ngô Tuyệt Long quả nhiên đã lên tới đỉnh núi. Thấy suối thần gần như đã chạm đáy, chỉ còn lại độ nông khoảng 10 cm. Dòng suối thần sâu gần 1 mét lại bị dày xéo thành dáng vẻ này. Chết tiệt! Cho dù là Côn Ngô Tuyệt Long, sự tồn tại ở cảnh giới tế đạo cũng tức giận tới mức gần như hộc máu. Đuổi theo, mau đuổi theo cho tôi. Bất luận thế nào cũng phải bắt được kẻ đã làm ra việc này, lão phu muốn diệt sạch cả gia tộc hắn. Hàng ngàn bóng người lao ra, đuổi theo hướng Diệp Bắc Minh vừa đào tẩu. Khuôn mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi vô cùng nghiêm nghị. Vừa rồi cô nhìn thấy rõ bóng dáng của Diệp Bắc Minh, cộng thêm tòa tháp kia cũng quá đỗi quen thuộc với cô. Chắc chắn là anh ta. Vậy mà là anh ta. Đúng là anh ta rồi. Anh ta vậy mà có thể leo tới đỉnh núi Côn Ngô. Với tính cách của lão tổ, một khi bắt được, chắc chắn sẽ không thoát khỏi chữ chết. Phải làm sao đây? Côn Ngô Mật Phi cũng vội vàng đuổi theo. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. Nhưng tốc độ của hàng ngàn người với cảnh giới đại đạo chi thượng kia còn nhanh hơn. Súc sinh, đúng là thứ súc sinh mà. Người uống 1-2 ngụm cũng quên đi, nhưng lại cả gan ăn cắp gần 90% lượng nước trong suối thần. Súc sinh, đứng lại cho lão phu phải lột da rút gân ngươi. Giết, mau giết hắn. Người của gia tộc Côn Ngô gần như bị tức chết. Đây thế nhưng là suối thần đó. Ít nhất 90% trong số đó đều đã bị Diệp Bắc Minh đánh cắp rồi. Chỉ những người thực sự có giá trị với gia tộc mới có cơ hội nhận được một giọt mỗi năm. Mỗi lần có đóng góp lớn cho gia tộc cũng có thể nhận được một giọt làm phần thưởng. Có thể tưởng tượng được, suối thần Côn Ngô chân quý đến mức nào đối với người của gia tộc Côn Ngô. Dưới sự truy đuổi giáo giết của hơn 1.000 tên đại đạo chi thượng, Diệp Bắc Minh căn bản không dám dừng lại. Ảnh thuấn, ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh không ngừng thi triển ảnh thuấn, mỗi lần đều lao ra mấy vạn mét. Đám người đại đạo chi thượng phía sau vẫn đang áp sát phía sau, vô số tia thần niệm khóa chặt lên người anh. Hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sự định vị của họ. Nhóc con, cứ tiếp diễn như vậy không phải cách, tên tế đạo còn chưa đuổi theo ngươi đâu. Một khi ông ta ra tay, ngay cả tư cách chạy trốn ngươi cũng không có nữa, Giao Chỉ nói. Sắc mặt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, cô có cách gì sao? Tới phía trước thung lũng rồi vận dụng dòng khí hỗn độn để ẩn giấu thân hình, Giao Chỉ nhắc nhở một câu. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, cũng chỉ còn cách này thôi. Anh một hơi lao thẳng về thung lũng phía trước. Sau đó lập tức giải phóng dòng khí hỗn độn che đậy mọi thứ. Khi hàng ngàn tên đại đạo chi thượng đuổi tới thung lũng, nào còn bóng dáng của Diệp Bắc Minh? Người đâu rồi, mẹ kiếp, tên súc sinh đó đâu rồi? Đừng để tôi bắt được, một khi bắt được. Tôi sẽ hành hạ hắn theo cách thức đau khổ nhất trên thế gian này. Hàng ngàn tên đại đạo chi thượng quanh quẩn tìm kiếm thung lũng rất nhiều vòng. Nhưng vẫn không thấy tung tích Diệp Bắc Minh đâu. Côn Ngô Mật Phi cau mày, các vị trưởng lão, người vừa xông vào thung lũng có thể là phân thân của kẻ đó. Sau khi xông vào thung lũng, phân thân biến mất nên mới tìm không ra.
Chân thân của hắn nhất định vẫn còn ở núi Côn Ngô, mọi người mau chia ra tìm đi. Có lý. Đi, chia ra tìm. Ngay khi tìm ra manh mối, lập tức phát tín hiệu. Nói đoạn họ liền tỏa ra mọi hướng. Lúc này, trong thung lũng chỉ còn một mình Côn Ngô Mật Phi, gương mặt xinh đẹp liền sầm xuống. Tôi biết anh đang ở đây, trước đó khi ở dưới chân núi Côn Ngô, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của anh. Không ngờ anh lại lớn mật đến vậy, dám cướp đi suối thần của gia tộc tôi. Một vài giây trôi qua. Không có bất kỳ âm thanh nào. Không nói chuyện có đúng không? Côn Ngô Mật Phi cắn cánh môi đỏ mọng, dám làm mà không dám chịu. Thế lúc đầu tại lối vào của nhà tù số 7 anh sao dám làm vậy? Tôi mặc kệ tâm thế anh thế nào, tốt nhất anh vẫn nên quên sạch chuyện đó đi, đừng nhắc tới nữa. Nếu không, không chỉ gia tộc Côn Ngô muốn truy lùng anh, mà gia tộc Bất Hủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Sau khi bỏ lại câu này, Côn Ngô Mật Phi liền quay người biến mất. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mới xuất hiện, cau mày hỏi, cô ta đang nói cái gì vậy? Sao tôi một chữ cũng không hiểu thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp gọn lỏn, tôi không biết. Đi thôi. Diệp Bắc Minh cũng lười suy nghĩ thêm, mà dứt khoát rời đi theo hướng khác. Một tiếng sau, dưới chân núi Côn Ngô, tất cả những người đứng đầu gia tộc Côn Ngô đều có mặt. Sắc mặt của Côn Ngô Tuyệt Long âm u tới cực điểm, mang người lên đây. Hai ông lão áp giải Viên Tử Y một thân be bét máu, bị tra tấn đến mức không còn là hình người tới, rồi hung hăng ném phịch xuống đất. Lão Tổ, chính là con nhóc ăn cây táo rào cây sung này. Vào ba ngày trước, cô ta dẫn theo một tên đàn ông trở về, chúng tôi từng điều tra qua, sau khi tiến vào gia tộc, tên đó đã hoàn toàn biến mất. Đây là bức chân dung được vẽ bởi người dọc đường từng nhìn thấy tên tiểu súc sinh đó. Đây là dáng vẻ từ phía sau, cùng bóng lưng khi truy đuổi theo tên tiểu súc sinh đó gần như giống hệt nhau, về cơ bản có thể khẳng định rằng chính là tên tiểu súc sinh đó. Dứt lời. Một ông lão liền bước tới, giơ lên hai bức chân dung. Một bức chính diện, một bức sau lưng. Chính là Diệp Bắc Minh. Côn Ngô Tuyệt Long trực tiếp ra lệnh, giết chết cả tộc của Viên Tử Y. Ông lão cầm bức chân dung sầm mặt, bổ sung thêm một câu, lão tổ, có người nghe nói con khốn này lúc dẫn tên súc sinh đó trở về có nói rằng hắn quen biết với tiểu thư Mật Phi. Có vẻ như còn là một người bạn cũ của tiểu thư Mật Phi nữa. Lời này vừa vang, ánh mắt của tất cả mọi người thoát cái đều đổ dồn lên người Côn Ngô Mật Phi. Sắc mặt Côn Ngô Tuyệt Long cực kỳ âm trầm, ngọn lửa giận dữ như có thể đốt cháy Côn Ngô Mật Phi thành cho bụi bất cứ lúc nào. Mật Phi, điều này là thật sao? Côn Ngô Mật Phi khẽ cười, gật đầu, đúng vậy thưa lão tổ. Cho nên, người này tiến vào gia tộc Côn Ngô, cướp đi suối thần cũng không thoát khỏi quan hệ với con, giọng nói của Côn Ngô Tuyệt Long lạnh xuống. Đôi mắt của những thành viên khác trong gia tộc Côn Ngô đều đỏ hoe, nhìn chòng chọc Côn Ngô Mật Phi, tất cả đều toát lên vẻ phẫn nộ. Côn Ngô Mật Phi, cô là thứ ăn cây táo rào cây sung. Không lẽ là cô cấu kết với tên tiểu súc sinh đó để đánh cắp suối thần? Côn Ngô Mật Phi, cô tưởng rằng mình sắp gả tới gia tộc Bất Hủ nên cố ý để cho suối thần bị tổn hại có đúng không? Cô đúng là thứ lòng lang dạ thú mà. Lão tổ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Nhất định phải khiến một chi của Côn Ngô Mật Phi trả giá. Mấy ông lão cực kỳ giận dữ mà gầm lên. Im lặng. Côn Ngô Tuyệt Long mở lời, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại. Mật Phi, trả lời câu hỏi của ta. Côn Ngô Mật Phi quét mắt liếc xung quanh một vòng, lão tổ, ở đây nhiều người như vậy. Người chắc chắn muốn con trả lời sao? Một khi con nói ra, sẽ không có cách nào rút lại được đâu. Vừa nói khóe miệng cô vừa nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Ba phần tự diễu, bảy phần trêu đùa. Nhìn thấy nụ cười này, trái tim Côn Ngô Tuyệt Long như thắt lại. Ông ta quá hiểu Côn Ngô Mật Phi, bởi cô được ông ta đích thân nuôi nấng từ thuở nhỏ. Chỉ bằng một ý niệm, hàng trăm phù văn xung quanh liền sáng lên. Một bức màn ánh sáng bao trùm lấy Côn Ngô Tuyệt Long cùng Côn Ngô Mật Phi vào trong. Hai người lập tức tiến vào một khoảng không gian, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Biểu cảm của Côn Ngô Tuyệt Long dịu lại. Mật Phi, nói đi, rốt cuộc con cùng kẻ đó có quan hệ gì hả? Côn Ngô Mật Phi cười đáp, lão tổ, cũng không phải quan hệ gì quá lớn. Người đó đã lấy đi lần đầu tiên của con. Con nói cái gì? Côn Ngô Tuyệt Long xém chút nhảy dựng lên. Đôi mắt già nua trợn to, hiển nhiên không thể tin vào tai mình, Mật Phi. Con nói cái gì? Kẻ đó đã lấy đi lần đầu tiên của con.
Côn Ngô Mật Phi gật đầu, vâng. Tại sao? Côn Ngô Tuyệt Long gần như giống lên khi thốt ra hai chữ này. Ông ta không hiểu. Thực sự không thể hiểu nổi. Chỉ một con run dế vậy mà lấy đi lần đầu tiên của con. Con điên rồi đấy à? Vậy mà trao thân trong sạch cho một con kiến cỏ. Con đã đồng ý liên hôn với gia tộc bất hủ, con có biết nếu gả qua đó như thế này, bị gia tộc bất hủ biết được, sẽ đem tới họa diệt vong cho cả gia tộc Côn Ngô ta hay không? Gia tộc bất hủ là đế tộc, tổ tiên của họ từng xuất hiện đại đế, sao có thể chấp nhận việc bị sỉ nhục như thế này? Côn Ngô Tuyệt Long sắp điên rồi. Trong đầu ông ta không ngừng vang lên từng chập ong ong. Đóa hoa mà ông ta vất vả bồi dưỡng vậy mà bị một con heo ăn mất rồi. Nhìn thấy phản ứng này của Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Mật Phi cười trào phúng, run rế. Côn Ngô Mật Phi, con trong mắt các người cùng một con kiến có gì khác nhau? Các người kêu con gả cho ai thì con phải gả cho kẻ đó. Các người sợ hãi gia tộc bất hủ. Vậy được thôi. Con liền để cho một tên run rế lấy đi lần đầu của mình, đợi tới lúc con gả tới đó, đợi mọi chuyện bị bại lộ là được rồi. Hồ đồ. Côn Ngô Tuyệt Long xém chút tức chết, trong lúc nóng giận liền nhấc tay quét qua một trường. Côn Ngô Mật Phi lăn ra đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ha 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 ha, báo ứng, tất cả đều là báo ứng, Côn Ngô Mật Phi nằm trên đất, phá lên cười điên cuồng. Đồ điên này, con muốn hại chết toàn bộ gia tộc Côn Ngô sao? Côn Ngô Tuyệt Long tức đến run rẩy cả người. Vươn tay túm lấy. Côn Ngô Mật Phi liền bay lên. Cần cổ trắng ngần rơi vào trong bàn tay thô ráp của Côn Ngô Tuyệt Long. Nắm ngón tay co lại. Một cảm giác ngột ngạt ập đến. Côn Ngô Mật Phi cười yếu ớt, lão tổ, giết con đi. Kiếp sau con không muốn bị người khác khống chế trong lòng bàn tay nữa, cũng không muốn đầu thai đến gia tộc Côn Ngô nữa. Nói xong liền nhắm mắt lại, một hàng lệ trượt khỏi khóe mắt cô. Con! Trong lòng Côn Ngô Tuyệt Long dâng lên một cảm giác bất lực. Mật Phi, con làm lão tổ quá thất vọng rồi. Nhưng đời này của con đã định sẵn phải ràng buộc với gia tộc Côn Ngô. Bây giờ con chỉ có một con đường, chính là gả vào gia tộc bất hủ. Về phần thằng nhãi kia, lão phu sẽ tự tay bóp chết hắn. Thân thể của con lão phu cũng sẽ nghĩ cách khôi phục lại. Sẽ không để cho người của gia tộc bất hủ biết được đâu. Nói đoạn liền giơ tay chỉ tới, trực tiếp phong ấn Côn Ngô Mật Phi lại. Chỉ bằng một ý nghĩ, cả hai đã trở lại hiện thực. Người đâu, đem Mật Phi xuống, trước khi gia tộc bất hủ tới đón người, không ai được phép tiếp xúc với con bé, Côn Ngô Tuyệt Long ra lệnh. Ông lão cầm bước chân dung tiến lên một bước, lão tổ, quan hệ giữa Côn Ngô Mật Phi cùng tên nhãi này còn chưa làm cho rõ ràng mà. Có hay không? Bốp, Côn Ngô Tuyệt Long không nói chẳng rằng quăng qua một cái tát. Khiến ông lão kia hóa thành xương máu trong chớp mắt. Đám đông thấy vậy giật này, lão tổ rốt cuộc bị làm sao thế? Sao bỗng nhiên lại nổi trận lôi đình như vậy? Giọng nói lạnh băng của Côn Ngô Tuyệt Long vang lên, còn ai có vấn đề gì nữa không? Không có. Mọi người cúi gằm mặt. Ánh mắt của Côn Ngô Tuyệt Long hướng về phía núi Côn Ngô, đi, tiếp tục tìm cho lão phu. Tên tiểu xúc sinh kia chạy không xa được đâu, chắc chắn là còn ở trong núi Côn Ngô thôi. Núi Côn Ngô. Trong một hang động bí mật. Xung quanh bị bao phủ bởi dòng khí hỗn độn. Hắt xì. Diệp Bắc Minh một hơi hắt hơi 7-8 lần. Anh xoa xoa mũi, tự hỏi, là ai đang mắng mình vậy? Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi ở một bên đang ngồi xếp bằng ổn định lại cảnh giới. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm, nhóc con, cậu một lúc trộm đi nhiều nước suối thần của nhà người ta như vậy, còn cần phải hỏi nữa sao? Diệp Bắc Minh phàn nàn, Tiểu Tháp. Hình như vào giây phút cuối cùng ông vẫn còn đang điên cuồng hấp thu nước thần đó. Khụ khụ, cậu nhìn nhầm rồi. Tiểu Tháp, nói thật đi, ông rốt cuộc đã hấp thụ bao nhiêu suối thánh rồi, Diệp Bắc Minh hỏi. Cũng không nhiều lắm, cậu tự mình xem đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười gian. Chỉ với một ý nghĩ, tầng 6 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã được mở ra. Tại vị trí trung tâm của tầng 6, có một cái ao dài hơn chục mét, rộng và sâu khoảng 1 mét. Bên trong tràn ngập nước suối thần của núi Côn Ngô. Tuyệt vời, chỗ này ít nhất cũng có tầm 200 mét khối đó. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng rỡ, Tiểu Tháp à, ông được lắm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười khúc khích, nhóc con, cậu định sử dụng đống nước suối thần này như thế nào? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đây là lượng cuối cùng ông hấp thu được, đương nhiên là do ông tùy ý sử dụng rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sững người,
giọng nói trầm xuống, nhóc con, tôi không đùa đâu. Tôi đã hấp thu đủ nước suối thần rồi, thực lực ít nhất cũng tăng lên gấp mấy lần. Nếu hai chúng ta bắt tay bạo phát, tôi cảm thấy hẳn là có thể hạ gục được đại đạo chi thượng. Diệp Bắc Minh nghe vậy hai mắt liền nhen nhóm lửa nóng. Giao Trì khẽ quát, được rồi, đừng tranh nhau nữa, lão tổ cảnh giới tế đạo của gia tộc Côn Ngô tới rồi. Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại, dùng thần niệm thăm dò xung quanh. Quả nhiên, cách đó hàng trăm dặm, Côn Ngô Tuyệt Long đang dẫn theo hơn ngàn tên đại đạo chi thương triển khai một cuộc tìm kiếm trải dài. Gần như mỗi một ngọn núi đều dùng thần niệm tra xét. Trong tay những người này còn cầm theo một chiếc gương có hình dáng mộc mạc cổ xưa. Mọi thứ đều không thể ẩn mình dưới sự chiếu rọi của tấm kính đó. Dòng khí hỗn độn có thể che giấu hơi thở nhưng cảm giác của cảnh giới tế đạo quá nhạy bén, ngộ lỡ bị tìm được thì, đôi mày Diệp Bắc Minh cau chặt một chỗ. Quay đầu nhìn lại Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi. Hai người vẫn đang chìm trong trạng thái củng cố cảnh giới, ngay tại thời điểm mấu chốt. Tuyệt đối không thể bị gián đoạn. Tiếp tháp, có thể mang hai người họ đi được không? Có thể thu vào bên trong tháp. Nhưng cậu phải biết rằng, phép tắc của nguyên thủy chân giới càng hoàn mỹ hơn. Dù sao tôi cũng chỉ là sản phẩm của nhà tù số 7. Cường độ cuối cùng giữa việc ổn định cảnh giới trong tháp càn khôn chấn ngục và ở nguyên thủy chân giới có thể nghiêng trời lệch đất. Diệp Bắc Minh có chút do dự. Được rồi. Thân hình anh lóe lên, lao thẳng ra khỏi hang. Anh lơ lửng giữa trời, nhìn về phía người của gia tộc Côn Ngô phía xa trăm dặm hỏi, các người đang tìm tôi sao? Con bà nó, mày lại dám xuất hiện. Khiêu khích, đây chính là một sự khiêu khích trắng trợn mà. Tiểu súc sinh, mày con mẹ nó đáng chết. Hơn ngàn lão giả cảnh giới đại đạo chi thượng đang tỉ mỉ dò tìm vị trí của Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh chủ động xông ra, đúng là không coi bọn họ là người. Khóe mắt Côn Ngô Tuyệt Long co giật dữ dội, như thể có ai đó tát vào mặt mình một cái, phát ra âm thanh chói tai. Giết cho ta, không cần quan tâm sống chết, bằng mọi giá phải khiến tiểu súc sinh này hoàn toàn biến mất. Côn Ngô Tuyệt Long gầm lên. Rầm rầm rầm. Hàng ngàn thân ảnh lao tới phía trước như sao băng. Hư không dung chuyển, gần như nổ tung. Diệp Bắc Minh xoay người, lập tức dùng ảnh thuấn. Giao Chỉ hét lên, Diệp Bắc Minh, người quá mạo hiểm rồi. Một khi bị bắt được, người và ta đều cùng chung số phận. Diệp Bắc Minh cười cười, đế thủ, vậy cô nghĩ ra chúng ta là số phận gì chưa? Ngươi, cút! Giao Chỉ hét lên giận dữ. Sau đó lại phun ra một câu, ảnh thuấn của ngươi quá rác rưởi. Mặc dù được gọi là dịch chuyển tức thời, nhưng mỗi lần chỉ khoảng một vạn mét mà thôi. Bổn đế chỉ cho ngươi một chiêu, thúc địa thành thốn, uy lực gấp trăm lần ảnh thuấn kia của ngươi. Diệp Bắc Minh khẽ sửng sốt, công pháp cấp đại đế sao? Sao chỉ cười kiêu ngạo, hừ, bổn đế sinh ra đã là đại đế, căn bản không cần những vật ngoài cấp đại đế. Vãi trưởng! Diệp Bắc Minh cạn lời. Cô ta quá tự tin. Nghe rõ đây. Vũ trụ càn khôn. Phương thốn chi gian, kim khắc ngọc luật, thúc địa thành thốn, đế bất lưu hành, tứ thông bát đạt. Hãy nghe lệnh của ta, thông 9 tầng trời 10 tầng đất. Bốn câu khẩu quyết vừa nói ra. Trong não Diệp Bắc Minh đã xuất hiện hàng trăm phù văn. Mỗi một phù văn đều có hình con nòng nọc màu vàng, kim khoa văn. Giao Chỉ nói, người bắt đầu học đi, có thể sẽ hơi chậm đó. Có điều, đủ để bỏ xa đám người kia rồi. Diệp Bắc Minh theo hướng dẫn của Kim Khoa Văn, tiến lên một bước, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau. Một bước, 10 vạn mét. Chúa ơi! Diệp Bắc Minh thật sự chấn động, ảnh thuấn là dịch chuyển thời gian tức thì, trong nháy mắt đất xuất hiện cách một vạn xa. Mà thúc địa thành thốn của Giao Trì, sau một bước, lại càng đáng sợ hơn, trực tiếp đi được 10 vạn mét. Giao Trì kinh ngạc, Diệp Bắc Minh, ngươi, trực tiếp lĩnh ngộ thúc địa thành thốn rồi. Diệp Bắc Minh kiêu ngạo nói, quên nói với cô, tôi học bất cứ thứ gì, hầu như là vừa học đã biết. Giao Chỉ kêu lên, không thể nào, đây là võ kỹ cấp đế đấy. Diệp Bắc Minh cười nói, xem ra võ kỹ cấp đế của cô, so với võ kỹ bình thường cũng không khác biệt lắm. Thúc địa thành thốn, thúc địa thành thốn, thúc địa thành thốn. Diệp Bắc Minh một hơi bước ra 10 bước. Mỗi bước 10 vạn mét, tổng được 100 km. 10 bước. Chính là 1.000 cây em. Trong nháy mắt, đám võ giả cảnh giới đại đạo của gia tộc Côn Ngô, nhìn Diệp Bắc Minh dần biến nhỏ như con kiến. Có chuyện gì thế,
tốc độ của tiểu súc sinh kia lại nhanh đến thế. Người của gia tộc Côn Ngô sửng sốt. Khuôn mặt Côn Ngô Tuyệt Long ngưng trọng hỏi, thằng nhóc này biết một công pháp cực kỳ khủng bố, nhất định phải đuổi kịp hắn, lão phu càng ngày càng có hứng thú rồi. Ta nói mà, người đàn ông mà Mật Phi nhìn chúng, sao có thể là một con kiến hôi được? Trên người thằng nhóc này, nhất định có gì đó ưu tú. Nghe thấy điều này, hàng ngàn võ giả đại đạo của tộc Côn Ngô sốc đến mức không khép được miệng. Ý của lão tổ là gì? Người đàn ông mà Côn Ngô Mật Phi thích. Lẽ nào tiểu súc sinh này có quan hệ gì đó với Côn Ngô Mật Phi? Lúc này, Diệp Bắc Minh một hơi bước hơn trăm bước, xuất hiện cách xa ngàn dặm, gần như đã ra khỏi phạm vi của núi Côn Ngô. Thế này cũng quá lợi hại đi, vả lại mỗi một bước bước ra, dưới chân sẽ tự nhiên sinh ra đạo văn. Trời ơi, ảnh thuấn cần tiêu hao thần niệm, tiêu hao thần lực. Thúc địa thành thốn này, căn bản không cần sức mạnh gì cả, chỉ cần bước đi là được, Diệp Bắc Minh cảm thấy vô cùng kinh hãi. Có được thúc địa thành thốn, có nơi nào mà anh không đi được chứ? Sao chỉ càng hãi hùng hơn, Diệp Bắc Minh, ngươi nói thật cho bổn đế biết, trước đây có phải ngươi đã từng học qua thúc địa thành thốn không? Hoặc là, ngươi đã từng học qua phép thần thông giống như vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có. Ngươi chắc không? Chắc chắn. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Đây thế nhưng là pháp tắc cấp đại đế đó, trừ phi là đại đế tái thế, nếu không sao có thể dễ dàng học được như vậy, giao chỉ bàng hoàng và kích động. Trong lòng nổi lên một trận bất an. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, cô đừng lẩm bẩm nữa, chờ chút nữa nhớ nói cho tôi biết, tôi là chuyển thế của vị đại đế nào nhé. Tình tiết này, tôi từng gặp qua rồi. Giao chỉ sững sờ. Một giây sau. Rầm. Một đạo huyết quang từ tay đế thủ trào ra, hóa thành một cô gái tuyệt thế phong hoa, cô ta duỗi một bàn tay trắng như ngọc chỉ về phía mi tâm của Diệp Bắc Minh. Ngươi là ai? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Người phụ nữ này cũng đẹp quá đi. Hoàn hảo không một tì vết. 10 vị sư tỷ và đám hồng nhan chi kỷ của anh cộng lại cũng không đẹp bằng cô gái trước mặt này. Loại cảm giác cao cao tại thượng đó. Băng thanh ngọc khiết. Không thể khinh nhờn. Vào giây phút anh nhìn thấy người phụ nữ này, trong đầu Diệp Bắc Minh trở nên trống rỗng, không hề có chút suy nghĩ bất kính nào. Ta là Giao Trì. Ánh mặt người phụ nữ vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, đừng cử động. Một cỗ uy áp của nữ đế ập tới. Diệp Bắc Minh giật mình. Đồng thời cùng lúc đó, ngón tay kia chỉ vào vị trí mi tâm của Diệp Bắc Minh. Ngay lập tức, một cỗ lực như sóng nước dâng trào khiến thần hồn Diệp Bắc Minh run rẩy. Qua vài giây, đợi khi Diệp Bắc Minh phản ứng lại thì Giao Trì đã biến mất, lại biến thành một bàn tay bị chặt đứt. Diệp Bắc Minh, bổn đế có một bộ công pháp ở đây, ngươi có muốn học không? Giọng Giao Trì rất nghiêm túc. Diệp Bắc Minh cau mày, sao đột nhiên muốn dạy tôi công pháp? Giao Trì nghiêm túc nói, vừa rồi ta biến thành hình dạng thật của mình chỉ để kiểm tra thân thể của ngươi. Rất rõ ràng, ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường. Trong cơ thể của ngươi có ẩn giấu một bí mật to lớn. Cho dù bổn đế có ra tay cũng không thể nhìn ra được. Diệp Bắc Minh ngây ra, cô đang đùa với tôi à? Tiểu Tháp, cô ta đang lừa tôi đúng không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng sửng sốt. Trầm mặc hồi lâu mới phun ra một câu, nhóc con, không sợ nói cho cậu biết, có lẽ cảnh giới của tôi quá thấp, không nhìn ra gì cả. Cái gì cơ? Diệp Bắc Minh thật sự choáng váng. Giọng của Giao Trì trịnh trọng, Diệp Bắc Minh, người có thể suy nghĩ một chút. Công pháp mà ta nói, có tên là Cực Đạo Tự Tại Công, tổng cộng có 9 tầng. Cho dù khi ta còn là đại đế, cũng chỉ lĩnh ngộ được đến tầng thứ 3. Vãi trưởng, không phải chứ, Diệp Bắc Minh kích động. Giao Trì nữ đế, từ thời thiên địa hồng hoang, là cường giả xuất hiện sớm nhất. Vậy mà mới lĩnh ngộ đến tầng 3. Mí mặt Diệp Bắc Minh giật giật, Cực Đạo Tự Tại Công. Lẽ nào có nguồn gốc gì đó sao? Giao Trì nói, ta cũng không biết. Kể từ lúc ta tồn tại trên thế gian này, từ giây phút có ý thức, Cực Đạo Tự Tại Công đã nằm trong tâm trí ta. Ta vừa sinh ra đã là nữ đế, cả đời nghiên cứu Cực Đạo Tự Tại Công, nhưng lại bị kẹt ở tầng thứ 3. Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi tất cả khẩu quyết. Diệp Bắc Minh không trực tiếp đồng ý. Lông mày anh cau lại với nhau. Lợi ích dâng đến tận cửa, tuyệt đối có khuất tất. Công pháp cấp đại đế, cô nói đưa liền đưa. Tôi khó có thể tin cô, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Trừ khi, cô cho tôi một lý do. Giao Chỉ nói,
bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể trở thành đại đế. Diệp Bắc Minh cau mày, đây là lý do quái quỷ gì thế? Chỉ cần tôi không ngừng thăng cấp, trở thành đại đế chẳng phải là vấn đề thời gian thôi sao? Ngươi! Giao Trì nhất thời không nói nên lời. Đế thủ sững sờ tại chỗ. Một lát sau mới lạnh lùng phun ra một câu, Diệp Bắc Minh, ngươi ắt hẳn tưởng rằng sau khi mình đột phá cảnh giới đại năng thượng cổ, thì chỉ cần có đủ tài nguyên liền có thể thăng cấp có phải không? Diệp Bắc Minh bối rối, không phải sao? Sai hoàn toàn. Giao Trì cười lạnh không thôi. Với thực lực đại năng thượng cổ hiện tại của ngươi, quả thực có thể thăng cấp nhanh chóng. Nhưng mỗi lần muốn tăng lên một cảnh giới nhỏ, thì đều đòi hỏi lượng tài nguyên gấp 10 lần. Nếu như đột phá cảnh giới đại năng thượng cổ tầng 1 ngươi cần một phần tài nguyên. Vậy tầng 2 cần 10 lần chỗ đó. Lên đến tầng 9, lượng tài nguyên ngươi cần tiêu hao chính là con số trăm triệu lần đáng sợ. Diệp Bắc Minh há mồm trợn mắt, có khoa trương như vậy sao? 100 triệu lần. Như vậy cũng quá khủng bố rồi chăng? Giọng điệu của Giao Trì đầy kiêu ngạo, thế nào, bị dọa sợ rồi à? Cảnh giới đại năng thượng cổ đã cần lượng tài nguyên dồi dào như vậy. Chớ nói đến đại đạo chi thượng phía sau, trừ phi là gia tộc đỉnh cấp như Côn Ngô, bằng không những tông môn thông thường căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra loại tồn tại hiếm hoi này. Người phải biết rằng, phóng mắt khắp gia tộc Côn Ngô cũng chỉ có một hai tên tế đạo ít ỏi mà thôi. Hơn nữa, bổn đế có thể phá lệ tiết lộ cho ngươi một bí mật khác. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không mắc bẫy, mà trực tiếp lắc đầu, xin lỗi, tôi không muốn biết. Ngươi! Giao Trì nghẹn họng, không thốt lên lời. Khốn kiếp, sao thằng nhóc này không tuân theo thói thường vậy? Hắn không phải nên cầu xin mình sao? Xin mình nói cho hắn biết đó là bí mật như thế nào, vậy mà không van xin mình. Đáng ghét! Giao Trì đè nén lửa giận, nhanh chóng đổi giọng, Diệp Bắc Minh, ngươi thật sự không muốn biết sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, Giao Trì đáp, ngươi cầu xin ta đi, cầu xin ta ta liền nói cho ngươi biết. Diệp Bắc Minh chắp tay, làm động tác bái Phật, được, van cầu cô đừng nói nữa, tôi thực sự không muốn biết. Ngươi! Giao Trì xém chút bị ép tới phát điên, mềm mại hét lên, Diệp Bắc Minh, bổn đế cứ phải nói đó. Tiểu tháp, nhìn xem, dễ bắt chẹt chưa? Diệp Bắc Minh truyền âm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ho khan hai tiếng, khụ khụ. Nhóc con, cậu làm như vậy không tốt lắm đâu. Cô ta thần thông quảng đại, chúng ta truyền âm hình như đều bị nghe thấy hết đó. Diệp Bắc Minh lắc đầu, yên tâm, cô ta sẽ làm như không nghe thấy. Giao Trì giận run, năm ngón tay siết chặt lại, khớp xương vang lên từng trận răng rắc. Nhịn, ta nhịn. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, bí mật mà bổn đế sắp nói ra liên quan tới cảnh giới tế đạo. Chỉ cần người tu võ vượt qua cảnh giới tế đạo thì thần lực trong cơ thể sẽ không ngừng thất thoát, mà tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đối với một số đại đạo chi thượng đỉnh phong, cho dù may mắn đột phá tới tế đạo, nếu trong vòng một vạn năm không thể tiến vào tế đạo tầng 2 thì tu vi cũng sẽ tụt dốc không thể giải thích được. Rồi trở về cảnh giới đại đạo chi thượng, muốn một lần nữa tiến vào cảnh giới tế đạo, thì sẽ không chỉ gian nan gấp 10 lần thôi đâu, Giao Trì một hơi nói xong. Diệp Bắc Minh nghe vậy giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe được cách nói này. Cảnh giới võ đạo không tiến bộ mà còn tụt dốc nữa. Vậy mà có loại chuyện này xảy ra. Bằng không ngươi cho rằng vì sao lại có ít tế đạo như vậy. Giao Trì ngạo nghễ vô cùng, người tu võ ở cảnh giới tế đạo muốn tốc độ hao tổn thần lực trong cơ thể chậm lại. Cách duy nhất là phong ấn bản thân không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Ví dụ như vị lão tổ cảnh giới tế đạo đó của gia tộc Côn Ngô chắc chắn sẽ không dám rời khỏi phạm vi núi Côn Ngô. Toàn bộ núi Côn Ngô đều giăng đầy phép tắc thiên đạo của bản thân ông ta, một khi rời khỏi phạm vi núi Côn Ngô, thần lực sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nếu nghiêm trọng thậm chí còn có thể rơi xuống cảnh giới đại đạo chi thượng tầng 9. Diệp Bắc Minh cau mày, sao cô lại nói với ta chuyện này? Tôi còn cách cảnh giới tế đạo rất xa. Giao Trì nở nụ cười thần bí, người đoán thử xem. Không nói thì thôi, tôi cũng không muốn biết, Diệp Bắc Minh lắc đầu, quyết đoán xoay người rời đi. Ngươi, đứng lại. Giao Trì cấp tốc bay tới, ngăn lại trước người Diệp Bắc Minh, người tu luyện, cực đạo tự tại công, sau khi tiến vào cảnh giới tế đạo sẽ không bị tụt hậu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Nếu thực sự là thế, vậy cực đạo tự tại công, này không phải là mạnh mẽ đi ngược lại ý trời sao?
bất kỳ gia tộc nào có được nó cũng đều có thể bồi dưỡng ra một số lượng lớn võ giả cảnh giới tế đạo rồi. Theo thời gian tích lũy, số lượng tế đạo cũng tăng lên. Cho dù là hậu duệ mang trong mình đế huyết cũng cực kỳ yếu đuối. Bây giờ ngươi muốn tu luyện, cực đạo tự tại công, rồi chứ, Giao Chỉ cười nói, dường như đã nắm được thóp của Diệp Bắc Minh. Không thể không thừa nhận. Diệp Bắc Minh quả thực có chút động lòng. Vô cùng động lòng. Nói đi, công pháp này có những điều cấm kỵ gì? Hoặc là, cô cần điều kiện gì mới có thể truyền dạy công pháp này cho tôi? Diệp Bắc Minh hỏi thẳng. Giao Chỉ cười xòa, công pháp này không có gì cấm kỵ cả, khuyết điểm duy nhất chính là rất khó tu luyện. Về phần điều kiện, quả thực có một cái. Nói đi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Giọng nói của Giao Chỉ trở nên trịnh trọng, đầu tiên, cần phải giúp ta tìm được những phần thi thể còn lại được cất giữ trong những nhà tù khác. Thứ hai, nếu có một ngày ngươi trở thành đại đế, bất luận thế nào cũng phải đứng về phía ta. Kẻ địch của Giao Chỉ ta chính là kẻ thù của Diệp Bắc Minh ngươi, nếu ngươi có thể thỏa mãn được hai điều này, ta liền truyền lại cực đạo tự tại công cho ngươi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, điều kiện kiểu gì thế? Tìm kiếm thi thể của cô rất đơn giản. Nhưng tôi muốn đảm bảo an toàn cho bố mẹ, các vị sự tỷ cùng nhóm hồng nhan của mình trước. Sau đó nếu cô dạy tôi, cực đạo tự tại công, chúng ta từ nay liền trở thành bạn bè, tại sao tôi phải giúp đỡ người khác đối phó với cô đây? Nghe được hai chữ bạn bè này, Giao Chỉ cười đầy mỉa mai, bạn bè. Ha ha! Diệp Bắc Minh, người còn chưa đạt tới trình độ đó. Đợi ngươi đạt đến cảnh giới đó sẽ biết. Bạn bè gì đó, cho dù là đám sư tỷ mà ngươi rất để tâm tới hay nhóm hồng nhan chi kỷ kia, thậm chí là cả bố mẹ cũng đều có thể phản bội ngươi. Có thể cảm nhận được lời này của Giao Chỉ chất chứa đầy oán giận. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Rốt cuộc người phụ nữ này đã trải qua những gì vậy? Vậy mà không hề tin tưởng một ai cả. Được rồi, tôi đồng ý với cô, Diệp Bắc Minh gật đầu. Giọng điệu của Giao Chỉ rất nghiêm túc, không được, bổn đế muốn ngươi phải thề bằng tinh huyết sinh mạng của mình. Nếu ngươi dám phản bội lời thề hôm nay, tâm võ đạo của ngươi sẽ sụp đổ, chết thảm dưới sự trừng phạt của phép tắc thiên đạo. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Chỉ vì một công pháp mà làm đến mức này sao? Sau khi cân nhắc hồi lâu, Diệp Bắc Minh hỏi, tiểu tháp, ông cảm thấy thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc một lúc rồi đáp, nhóc con, tôi cảm thấy đây là cơ hội của cậu. Bộ công pháp này có lẽ có thể thay đổi cả cuộc đời cậu. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, giọng nói của anh vang lên, tôi có thể đồng ý với cô, nhưng có một vấn đề. Tôi có thể không tiếp tay cho kẻ địch của cô, hơn nữa luôn đứng về phía cô một cách vô điều kiện. Diệp Bắc Minh dừng một chút, giọng nói trầm xuống, nhưng, nếu cô trở thành kẻ thù với bố mẹ, sư tỷ cùng nhóm hồng nhan của tôi cũng phải giúp cô sao? Cái này rất đơn giản. Giao Chỉ búng ngón tay. Đầu ngón tay lập tức bay ra một giọt tinh huyết. Cô ta không chút do dự thề, cổ đế Giao Chỉ ta. Còn được gọi là Giao Chỉ đại đế. Giao Chỉ nữ đế hoặc Giao Chỉ thiên đế của nguyên thủy cổ hoàng của cửu thiên thánh hoàng. Một lần nữa lấy tinh huyết sinh mệnh ra thề, kiếp này sẽ không bao giờ trở thành kẻ địch đối với bố mẹ, sư phụ, sư tỷ, hồng nhan chi kỷ cùng bạn bè của Diệp Bắc Minh. Nếu vi phạm lời thề này, sẽ chết thảm theo phép tắc thiên đạo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dứt lời, giọt tinh huyết kia liền run rẩy, hóa thành phù văn đẫm máu ngập trời, in dấu vào trong hư không. Rồi biến mất. Diệp Bắc Minh nhanh gọn giơ tay, đầu ngón tay trượt một đường xuống lòng bàn tay. Một giọt tinh huyết bay ra, lơ lửng giữa không trung. Diệp Bắc Minh tôi dùng tâm võ đạo thề cùng phép tắc thiên đạo. Kiếp này mãi mãi đứng về phía Giao Trì, ai dám gây điều bất lợi với Giao Trì, Diệp Bắc Minh tôi liền giết không tha. Hư không một lần nữa rung chuyển, tinh huyết của Diệp Bắc Minh cũng hóa thành phù văn cấm kỵ khắc dấu vào hư không rồi biến mất ngay lập tức. Được. Trong giọng nói của Giao Chỉ mang theo vài phần kích động, bay ngay tới trước người Diệp Bắc Minh. Ngón tay ngọc ngà chỉ tới, khẽ đặt xuống giữa hai đầu lông mày anh. Giây tiếp theo, một bài kinh văn dài 3.000 chữ liền xuất hiện trong tâm trí anh. Mỗi một ký hiệu đều mang hình thái của con nòng nọc. Chính là ba tầng đầu tiên của cực đạo tự tại công. Diệp Bắc Minh, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phải xem bản thân ngươi rồi, Giao Chỉ nói. Khi Diệp Bắc Minh nhìn vào tầng đầu tiên của cực đạo tự tại công, cả người liền rơi vào trạng thái của một mảnh hỗn độn. Bầu trời đầy sao tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.
Diệp Bắc Minh khoanh chân ngồi ở giữa vòng xoáy, quan sát chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Không biết đã bao lâu rồi. Hỗn độn bắt đầu chậm rãi xoay vần, lục địa đầu tiên xuất hiện. Diệp Bắc Minh dường như là người đầu tiên trên thế giới này. Không biết qua bao nhiêu tỷ năm, hỗn độn không ngừng biến đổi. Sau một khoảng thời gian dài, tế bào đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện, sau đó là vụ nổ sinh mệnh lớn. Vô số sinh vật kỳ lạ xuất hiện, chúng hội tụ năng lượng của trời đất với sức tàn phá kinh người. Những thần thú như Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đại Bàng Vàng được sinh ra, bọn chúng có thể du hành khắp vũ trụ. Sau hàng chục tỷ năm, nhân loại cuối cùng cũng xuất hiện. Cho đến ngày nay, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở bừng hai mắt. Bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Giao Trì, a. Người vậy mà nắm được tầng thứ nhất của cực đạo tự tại công, rồi. Diệp Bắc Minh cau mày, như vậy là lĩnh ngộ rồi à? Nhảm nhí. Giao Trì trông rất phấn khích. Chỉ vào phù văn đại đạo đang nhấp nháy trên đầu ảnh. Không biết từ lúc nào một vòng xoáy nhỏ như lỗ đen đã ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu Diệp Bắc Minh. Đây chính là dấu hiệu cho sự lĩnh ngộ tầng đầu tiên của cực đạo tự tại công. Diệp Bắc Minh, vừa rồi ngươi nhìn thấy gì thế? Diệp Bắc Minh không chút giấu giếm mà thuật lại tất cả những gì mình đã nhìn thấy. Cái gì? Giao Trì vô cùng kinh ngạc, ngươi nhìn thấy cảnh đất trời sáng lập. Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại, quái lạ, không phải là cô đã nắm được tầng thứ nhất của cực đạo tự tại không, rồi sao? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy à? Giao Trì trả lời, cảnh tượng mỗi người nhìn thấy khi lĩnh ngộ được cực đạo tự tại không là không giống nhau. Nghe nói người càng mạnh mẽ thì cảnh tượng nhìn thấy được lại càng cổ xưa. Diệp Bắc Minh cũng bất ngờ quá đỗi, bất giác hỏi ra một câu, vậy cô nhìn thấy gì? Đợt con người đầu tiên được sinh ra. Không đời nào. Diệp Bắc Minh ngỡ ngàng. Nhóc con, có người tới rồi. Giao Trì cùng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đồng thời nhắc nhở một câu. Trong phạm vi phủ sóng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, có hai ông lão đang tìm kiếm về hướng này. Hai người họ đều là cảnh giới đại đạo chi thượng. Tên tiểu xúc sinh này trốn kỹ lắm, vậy mà cướp đoạt đi nhiều nước suối thần của tộc ta như vậy, nếu bị tôi tóm được, tôi nhất định phải lột da hắn, ông già mặt vàng căm hận nói. Ông già mặc áo xanh ở bên cạnh cũng gật đầu, đúng vậy, đúng là thứ đáng hận. Đại đạo chi thượng như chúng ta một năm cũng chỉ được phân ba giọt suối thần. Nếu không phải vì con khốn viên tử y đó, thì tên tiểu xúc sinh đó sao có thể tiến vào tộc ta? Ông già mặt vàng hừ lạnh một tiếng, nhắc đến con khốn viên tử y đó lão phu lại bực mình. Đều tại Côn Ngô Mật Phi đối xử với con ả đó quá tốt. Con khốn đó căn bản không có não, ai cũng tin tưởng được, bây giờ thì hay rồi, e rằng cả tộc viên gia đều bị diệt sạch sẽ. Nghe được lời này cõi lòng Diệp Bắc Minh liền trầm xuống. Viên tử y thế nào rồi? Ai nói đó? Ông già mặt vàng cùng ông già áo xanh giật mình nhìn quanh. Khi quét qua một tảng đá, trong đôi mắt già nua của họ liền xẹt qua một tia mừng rỡ, tiểu xúc sinh, ngươi vậy mà ở đây. Ngươi cũng to gan lắm, đang bị chúng ta lùng sục khắp nơi mà còn dám lộ diện. Đừng nói nhảm nữa, bắt lấy hắn. Hai người lao thẳng tới. Làn sóng không khí cuồn cuộn, cuốn bay đất đá xung quanh. Hai luồng sát ý khủng bố chớp mắt đã khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh thấp giọng hét lên. Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Một bệ hình tròn dài rộng hàng trăm mét lập tức xuất hiện dưới chân hai người. Nó nào giống một đạo đài, mà càng giống một quảng trường khổng lồ hơn. Đây là nơi nào, ông già mặt vàng cau mày. Ông già áo xanh cười hung ác, quan tâm tới nơi nào làm gì, lão tổ có lệnh, phát hiện ra tiểu xúc sinh liền giết không tha. Giết! Hai người lướt tới, mang theo hơi thở chết chóc nồng đậm. Diệp Bắc Minh chủ động công kích. Anh lao về phía trước, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong lòng bàn tay. Mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Cái quái gì vậy, a hát hát hát. Ông già áo xanh đang định chửi rủa thì lại phát ra một tiếng hét thảm thiết. Cánh tay đang vươn về phía Diệp Bắc Minh kia bỗng nhiên nổ tung. Chỉ còn lại một nửa vai. Máu tươi đầm đìa. Này, ông già mặt vàng không thể giữ vững bình tĩnh được nữa. Trên trán ông ta toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hơi thở mà tên tiểu xúc sinh này lộ ra rõ ràng mới chỉ là đại năng thượng cổ tầng 1, vậy mà có thể làm đại đạo chi thượng bị thương nặng. Đang đùa cái gì vậy? Trong một thoáng lơ là, ông ta chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm vang lên, một con huyết long thoát cái đã xả tới. Nổ tung!
Ông già mặt vàng phun ra một ngụm máu, lăn ra mấy chục mét, trên ngực nổ vài miệng vết thương. Một chiêu này, còn có uy lực của huyết long vẫn chưa mạnh như trong tưởng tượng. Diệp Bắc Minh cau mày. Ông già mặt vàng cùng ông già áo xanh suýt chút đã hộc máu khi nghe thấy câu bình phẩm này. Ngươi như vậy còn chưa đủ mạnh, ngươi mới là đại năng thượng cổ tầng 1 thôi đó. Chúng ta là đại đạo chi thượng tầng 1, cách nhau hẳn hai cảnh giới lớn. Mỗi một cảnh giới lớn có 9 tầng, tổng cộng 18 tầng. Nếu đổi thành cách tính của cảnh giới trước đại năng thượng cổ, ba cảnh giới nhỏ là một tầng. Vậy chính là 6 cảnh giới lớn đó. Như vậy còn không đủ mạnh. Đây đã là quá mức nghịch thiên rồi, có được hay không? Cho dù là hậu duệ của đế huyết, thiên tài mạnh mẽ nhất. Cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể vượt qua hai cảnh giới lớn chiến đấu vượt cấp, chứ đừng nói tới việc một người bị thương nặng như Diệp Bắc Minh. Đáng tiếc, Diệp Bắc Minh không nghe thấy nội tâm đang gào thét của hai người họ, mà lạnh giọng hỏi, nói, Viên Tử Y thế nào rồi? Ông già mặt vàng cười lạnh, tiểu xúc sinh, ngươi đang đùa với lửa. À, một tiếng thét xé lòng vang lên. Gót giày hồi lực của Diệp Bắc Minh đã đạp mạnh xuống lồng ngực nổ tung của ông ta. Xương sườn gãy lìa, đâm xuyên qua nội tạng, máu tươi lập tức trào ra. Ta nói, đừng giết ta nói. Ông giả mặt vàng sợ hãi cùng cực, lão tổ tộc ta có lệnh, Viên Tử Y phạm sai lầm lớn, tru di tam tộc. Về phần Viên Tử Y, vì đã đem ngươi trở về gia tộc Côn Ngô, nên sẽ được ban tặng hình phạt lăng trì. Thần hồn của cô ta sẽ bị ném vào lò luyện đan để luyện hóa. Trái tim Diệp Bắc Minh co rụt lại. Thuốc có 3 phần độc. Đặc biệt là lò luyện đã điều chế qua một lượng lớn đan dược, vô số vật báu của đất trời hóa thành đan dược, từ đó ngưng kết ra oán hận vô tận. Thần hồn bị ném vào lò luyện đan luyện hóa không chỉ khiến con người ta vô cùng đau đớn, mà còn khiến thần hồn trực tiếp tiêu tan. Đầu Diệp Bắc Minh ong ong, khi nào? Ông già mặt vàng phun ra một ngụm máu, hẳn là chưa hôm nay. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn trời, vầng thái dương đã gần leo tới đỉnh đầu, thời gian còn chưa đến nửa giờ nữa. Cô nhóc này tâm tính ngây thơ, chưa từng nảy sinh ý muốn hãm hại tôi. Sao tôi có thể hại người ta bị diệt tộc, còn bị chết thảm trong lò luyện đan đây? Đạo đài luân hồi, đóng lại. Diệp Bắc Minh quét khẽ một tiếng. Anh phất lờ ông già mặt vàng cùng ông già áo xanh mà tiến thẳng về phía gia tộc Côn Ngô. Hai người trố mắt đứng nhìn, kinh hãi tới mức há hốc miệng, tên tiểu xúc sinh đó điên rồi sao? Vì một con ả hầu gái mà đâm đầu vào chỗ chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.